Bắt đầu đấy. Của con chứ. Manel. Xin chào quý phụ trợ. Xin mình xin chào quý phụ trợ. Ô sao không phải là trang gì vậy? Mọi người ơi, hôm nay em sẽ khui áo khoác len ngắn nhé mọi nhá. Đa phần sẽ là những con họa tiết rất là đẹp luôn. Nói chung gọi là khoác len họa tiết thì đúng hơn. Xin chào mọi người, chào chị Dung Đào lại, chào chị Nhâm Phế, chào chị Thảo Ba Tê ạ. Hôm nay mọi người, hôm nay có rất nhiều những con đẹp, rất nhiều luôn. Gọi là rất nhiều những con đẹp luôn. Mà khoác len ngày hôm nay, tất cả những con khoác len họa tiết này giá chỉ tầm 200 và 220 sẽ sở hữu một con khoác len họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn qua con này mọi người thấy đẹp không? Em nhìn em rụng tim luôn. Nó là hàng hiệu mà. Ôi, bác trưởng luôn. Nhìn qua này, đây những con như này này. Eo ơi, con này tôi mặc chặt chứ không này. Của tôi nha. Đẹp lắm luôn ấy. Sờ chắc là rất dày và đanh luôn. Thôi, Tết đến nơi rồi các mình ơi. Này, con này quá đẹp luôn. Giá chỉ tầm 220 thôi. Đây là lô khoác len chốt luôn nhé mọi người nhá. Chắc là cũng không còn lô nào về nữa đâu. Bởi vì là tầm này một là nghỉ Tết, hai là nghỉ dịch. Xong. Xin chào chị Yến, Trinh Lưu. Xin chào chị Nguyễn Thìn, chào chị Mastery. Hôm nay có cả chân váy len nhé mọi nhá. Chân váy len thì hôm nay sẽ mang hơi hướng ra sang nhỉ. Cái chất nó đanh nhiều hơn là chất đấy. Quay cái chất len ngày hôm nay nhá. Chân váy len ấy. Nó này, nó mang cái sang nhỉ. Mang cái cảm giác nó đanh ấy. Cảm giác nó nhìn cái form của nó rất là đẹp. Ok. Chào 157 chị đang xem. 200 mắt thì em sẽ like nha. Nhà chị Nguyễn Mèn, chị Nguyễn Mèn ơi, vào số này là hợp lý đấy. Em nói thật. Đẹp lắm. Nhìn cái con khoác len cảm giác là có thể là mọi người sẽ rất là ít khi gặp hoặc chưa gặp. Mọi người ơi, mấy hôm nữa sẽ có khoác len mỏng nhé mọi nhá. Khoác len mỏng nó sẽ rẻ hơn một chút thôi. Nhưng mà nó cũng ra toàn những cái kiểu như này, rất là đẹp luôn. Khoác len mỏng em nghĩ là mọi người sẽ mặc được nhiều hơn. Mấy con đẹp chưa? Sợ lùi. Trở lại đi. Từ 2 mắt thì like, gấp thì 5 phút. Sớm thì sớm thôi. Giữ gìn sức khỏe. Chào chị Đặng Thảo. Mọi người ơi, sẵn sàng chưa nào? Khoác len này đảm bảo mọi người luôn là nhất lách luôn. Không một số này nào không có tiếng khóc của cố. Có thể nào không có tiếng khóc của cố nó y rằng con biến luôn. Chuẩn bị chốt đi. 191 mắt rồi, 200 mắt em sẽ bắt đầu like nhé mọi người nhé. Chân váy len này nó sao nhỉ, nó độc theo một cách riêng.
nghìn một 191 mắt nhỉ? Ôi mọi người ơi, trước khi like em bảo này, hôm nay em gặp một trường hợp khách hàng ấy, các chị ấy đã chốt ở trong cái link cũ. Bây giờ link cũ chị bị mất ấy, chị sang một cái link mới nhưng mà chị lại nghĩ là mình vẫn là khách cũ ấy. Trong khi đó hệ thống nó chỉ lưu được cái thông tin trên cái link cũ thôi. Còn cái link mới này mọi người vui lòng là kể cả khách quen nhá. Nếu mọi người dùng link khác chốt thì em không thể nào mà biết là à chị, ví dụ tên link cũ của chị ấy là tên là AA chẳng hạn. Nhưng mà link mới của chị ấy tên là ABC chẳng hạn, nó chỉ có chữ A trong đấy thôi thì em không thể nhận diện được đấy là chị khách cũ của nhà em. Bởi vì em chỉ tính tên link thôi. Còn lại số điện thoại các thứ này mọi người nhập vào thì bọn em sẽ có thể tìm được. Nếu mà mọi người không có thông tin cho em ấy thì là không có thông tin số điện thoại địa chỉ là em chịu chết luôn. Có nghĩa là em không nào biết đấy là khách cũ hay khách mới được, phải có thông tin thì bọn em mới biết được nhá. Ok em like luôn nhá. Đồng giá là 220.000 là giá gọi là không tưởng luôn. Chất quang lên siêu đẹp luôn mọi người nhá. Đâu mở màn là em đang mặc nhá. F và M mặc đẹp cho em này. Kéo khóa nhá. F và M mặc đẹp. Chỉ 220.000 thôi. Mã số em này là 205. 205 cho em nhá mọi người nhá. Con này siêu đẹp luôn. Con này là kiểu như là Chanel luôn mọi người nhá. Size nhỏ thôi. Em này F và M mặc ok luôn. Này, chất dày lắm. Viền đẹp luôn. S và M mặc đẹp ạ, dưới 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp này. 220, mã là 540. Chị Nguyễn Hải. Mã là 540 cho em này. Em này quá đẹp luôn. Là một em khoác len nhá. Siêu đẹp luôn, 50 thì 57 cân nhá mọi nhá. 50 57 cân ạ, dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 220, mã là 554. 220.000 mã số là 554. Bà nào S và M lấy con này thì quá đẹp luôn này. Thế này đứng lên cả cúc. 540 chị Thanh Lương. Con này chất dày lắm, chất đẹp và dày. S thôi mọi người nhá. Chị Nguyễn Mai Hương. S thôi, 50 cân quay đầu mặc xinh nhá mọi nhá. Chỉ 50 cân quay đầu mặc xinh ơi, dưới 50 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 263. 220 mã 263 cho em này. Tiếp theo nhá mọi người nhá. Con này là cổ kit cho em ạ. Em này các chị size ML ok. 50 cho đến 57 cân là mặc đẹp cho em này nhá. Em nào có cúc đúng không? 50 57 cân nhá, dưới 57 cân này. Mức giá em này 220, mã số là 566. Hương Bibe. 566 cho em này. Con này của Zara siêu đẹp luôn. Các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. Bảo đẹp, đảm bảo đẹp. Ao luôn. 55 đến 60 cân nhá. Mức giá của nó là 220, mã là 414. 220.000, mã số là 414 cho em này. Chất dày chưa? 566 cho chị Tân. Free size ML ok nhá. FML được mặc đẹp ạ. À. FML được ok. Mức giá của em này là 220. Mã số em này là 561. 220 mã 461. Chị nào size S lớn và M nhỏ. Con này đẹp lắm. 47 đến 55 cân nhất, chất của nó là băng cuốn luôn. Dưới 55 cân này. Mức giá của em này là 150 thôi. Mã là 413. 150 mã số là 413 cho em này. Ôi, xuất sắc luôn. 561 chị Hôn Hoàng. Thì cái quát ngắn này khó kiếm hơn quát dài mọi người ạ. Hôm nay không có khoác dài đâu, hôm nay 100% khoác ngắn ấy. Khoác ngắn này em thấy tiện ạ. S và M, S và M dưới 55 cân nhá. 220 mã là 524. 413 chị Hà My. 220 mã số là 524, cái màu này mới đẹp. Con này là oversize cho em nhá. Oversize cho em này, free size S, M, L đều ok, mặc càng rộng càng đẹp nhá, free size ạ. Mức giá của em này là 220, chất dày dặn lắm. Mã số em này là mã 570. Mã số này là 570 nha. 524 cho chị Lê Tuyết Anh. Siêu đẹp luôn, con lên họa tiết mọi người ơi. Oversize luôn, hầu như là oversize nhé mọi người ơi. Cúc của nó cũng như là hàng handmade vậy. Oversize mọi người ơi. 570 chị Thùy Dung Nguyễn. Oversize SML đều mặc đẹp nhá. Em này mức giá 220, mã là 497. 220.000, mã số là 497 cho em nhé mọi người ơi. Đây tiếp theo ạ, em này ạ, chất siêu đẹp luôn. Đây là mặt của nó, mặt của nó là len ép nhá, một mặt như là khoác lông ấy, rất là xinh luôn. Em này trên 50 cân là mặt đẹp nhá, dưới 65 cân, 50 đến 65 cân nhá. Mức giá này 220 ạ, mã số là 518. 518 cho em nhé mọi ơi. 497 cho chị Thùy Dung Nguyễn. Con này thì em nghĩ là S và M ok. Nó sẽ là cách điệu như vậy nhá. Rất là đẹp luôn. Em này các chị có cân nặng 45 đến 52 cân. 220 mã là 445. 220 mã là 445 cho em nhá. 518 chị Phạm Đức Cường. Con này là Gucci này mọi người ơi. Gucci nhá.
đấy các chị, S và M, ok. S và M mặc đẹp nhá. S và M mặc đẹp này. Mức giá của em này là 220, mã số là 445. 445 cho em nhé. Đây, đẹp chưa các bà ơi? Quá chán này. Con màu tím nó đẹp lắm, chỉ là em cởi cúc ra thôi. Em này các chị size S, M, L luôn, dưới 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân này. Em này có giá 220, mã số là 567. 220 mã 567 cho em này. 445 chị Mai Thanh. Ôi giày đẹp lắm này. Ủa đây này, bà nào phi size SML thì ok nhá, chất len siêu đẹp luôn. SML đều mà xinh nhá, SML đều mà xinh nhá. Em này 220 mã số là 152. 220.000 mã là 152. 567 chị Nguyễn Lan. Họa tiết nhá mọi nhá. ML XL dưới 65 cân ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220 mã số là 448. 220.000 mã 448. Con này chất biết đẹp này. Nó dày như một cái áo khoác dạ luôn nhưng mà rất là ấm luôn. Nhìn như dạng lớp ấy mọi người ạ. Trên 50 cân nhá. 50 cân đến 65 cân xinh lắm. 50 cân đến 65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220 mã số này là 405. 220.000 mã 405 cho em này. Màu mận này. Con này phối tay nhá. Thì chưa thấy cái chất len nào đẹp như con này luôn. Chưa, em chưa thấy con nào đẹp như này luôn. Mọi người cứ nhận được mà xem. 152 cho chị Nga Vũ. Em này các chị SML đều xinh nhá. Huy Sừng này, SML đều xinh dưới 60 cân nhá. 220, chất con này đẹp nhất kiện luôn đấy. Mã số là 412. Mã 412. Chân váy len ép miếng nhá mọi người. Size 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này có giá 150, mã là 641. 150, mã số là 641. 405 chị Nông Nông. Tiếp theo này một em khoác lông này. Chị nào sang chảnh lấy con khoác lông này ạ. Bên trong mọi người mặc áo kem và màu trắng nhá. Em này S và M mặc xinh này. Khoác lên lông thỏ nhá. Mức giá của em này là, con này xịn lắm, chắc là đắt. Con này giật khô nha. Em này mức giá của nó là 220, bán là 416 này. 641 cho chị Oanh Như Thị. Vô xì mọi người ơi. Vô xì này size S thôi mọi người ơi. Em ơi ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân cho mọi người ơi, Gucci nhá. 220, mã số em này là 500. 220, mã số 500 cho em này. Tiếp theo, giày. Siêu dày luôn. Các bạn biết nhá. Chị Ngô Hồng. S và M dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã số là 654. 220, mã số là 654 cho em. Giày và rất ấm luôn. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm 50 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220 mã là 598. 598 ơi cho chị con này. Anh ơi, cái mã của chị Nguyễn Minh Đức là 412. Con kéo khóa này đảm bảo mọi người mặc lên vừa đẹp vừa sang luôn. ML XL dưới 65 cân nhé, kéo khóa. 654 chị Hoàng Trang. Ok, dưới 65 cân nhá. MLXL. Em này có giá 220, mã là 556. 220.000, mã số là 556 cho em này. Một em này là một em size S nhá, có kéo khóa và tay thêu. 40 chuẩn 46 cân này. Tay thêu này. 40 46 cân nữa nhá, dưới 46 cân này. Mức giá của em này là 220, mã là 547. 220.000, mã số là 547 cho em. 556 chị Huyền Trương. Quá đẹp luôn, phối với sơn liền, phối cái gì được luôn. Em này các chị size M cho em nhá. ML 50-60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 220, mã số là 575. 547 chị Thiện Thanh. Ủa, chân này đẹp quá này. Em này ạ, S và M cho em dưới 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá này 220, mã số là 430. 575 chị Tây Thật ạ. Tiếp theo mấy em chân váy len nhá. Cái này size L cho em này. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 150, mã là 568. 150, mã là 568 cho em này. Chân váy chấm bi size M. 48 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 510. 150, mã số là 510 nha. 430 chị Vũ Thị Kim Vân. Sai này các chị, 50-55 cân nuôi cá nhé, dưới 55 cân này. Em này mức giá 150, mã là 117. 150, mã là 117 cho em này. Lên ép miếng luôn. Ép miếng xòe nhé mọi người. 510 cho chị Hoa Nguyễn. 45-55 cân ạ, dưới 55 cân nhé. Chân váy đen xòe. 150, mã là 468. 150, mã số là 468 568 chị Thúy Phạm. Lên
miếng nhá mọi nhá. Hai bên có mic kiểu như họa tiết này. Cái này này, mic sọc dọc xuống này. 50 60 cân ạ. À. Lên ép miếng dưới 60 cân nhá. 150, má là 438. 150 má 438 nha. Chấm bi nhá mọi người, ép vào mờ ok. Dưới 55 cân, 45-55 cân ạ. 150 má là 45481 này. 150 má 481 cho em này. Chân váy chè màu be nhá. 468 chị Duyên Nguyễn. Size mờ cho em ạ. 48-55 cân, dưới 55 cân ạ. 150 má là 545. 150, con này là lông thỏ này mọi người ơi. 438 chị Thảo Trần. Nhưng con lông thỏ này là mọi người sẽ phải giặt kho này, không phải hỏng áo này. Em này các chị 50-60 cân nhá, lông thỏ cho em này. Khoác họa tiết nhá. 220 má số là 969 này. 220 mã số là 969 đây này. Màu be siêu đẹp luôn nhá mọi người ơi. Em này ép vào mờ là xinh. Ép vào mờ nhá, màu be cho em ạ. 220 mã số này là 432. 220 mã 432, màu trắng này các bạn ơi. Màu trắng còn handmade luôn nhá. Màu trắng là handmade cho em này, những quả dâu tây của nó là làm nổi lên. Chất len của nó là len sợi to bản. Con này à, tiểu thư size dưới 52 cân. 969 cho chị Nguyễn Huyền. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. Quả dâu tây là theo nổi lại, đẹp cực. Cái này đang được săn đón nhiều cực luôn. Size S thôi. Maximum 52 cân nhá. 220 má là 461. Tiểu thư nhá, 461 cho em này. Màu kem và màu trắng hơi ít ạ. Em này ạ, chị nào có cân nặng size nhỏ thôi, dưới 50 cân ạ. 40 50 cân nhá. 220 mã số là 434. 434 cho em này, màu kem siêu đẹp luôn. Màu kem này em không để gần được. 461 chị Trần Hương. Phi size SML thì ok nhá, SML đều mặc đẹp ạ. Màu kem này không để gần được, nhìn nó không rõ tiết ạ. 220 mã là 423. 423 cho em này, siêu đẹp luôn mọi người ạ. Chị Hương giúp chắc chắn đấy chị nhá. Em này ạ, à, các chị 50-60 cân nhá, dưới 60 cân này. Mức
giá em này 220, mã là 167. 167 cho em này. Mà em khoác này này. Mọi người ơi, chắc là mai sẽ trả khoác mỏng chị Trang Minh Nguyễn. À ngày kia. Ừ. Một hai nữa sẽ có khoác len mỏng nhá mọi nhá. Thì em sẽ về em sẽ bán cho người, nhưng mà nó giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nó sẽ là mỏng mọi người mặc trực tiếp luôn. Ví dụ con này size S này 40 50 cân mọi người mặc trực tiếp luôn, mặc béo 2 giây rất đẹp luôn. Dưới 50 cân nhá, em này 200 ạ, mã là 223. Đúng rồi, một chị Trang Minh Nguyễn ạ. Chất màu hồng siêu đẹp luôn ạ. Nhìn nó khôn đáo ấy. Em này ạ, các chị size M cho em nhá. M cho em ạ, 48-55 cân, 220, mã số là 857. 220, mã số là 857 cho em nhá. Con crop top này size S thì cô gọi là 10 điểm luôn. Chất đẹp nhá, form đẹp. Crop top size S ạ. 223, Thùy Dung Nguyễn. 50 cân quay đầu mà đẹp nhá mọi người, dưới 50 cân thôi. 50 cân quay đầu mà xinh nhá, 220, mã số là 501. 220, mã 501 cho em này, con này là theo nhá mọi người ơi. Toàn bộ họa tiết theo. 857 cho chị Hiền Tô. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50 đến 65 cân luôn. Dưới 65 cân nhá. Mức giá này là 220, mã số là 482. Nói chung khoác lên này thì đỉnh rồi. 501 chị Hoàng Hà My. Em này ạ, chị nào có cân nặng size ML 50 60 cân nhá. Phối sơ mi rất đẹp luôn. 220, mã là 131 này. 220.000, mã số là 131 cho em này. Tiếp theo của em chân bé xòe nhé mọi. Em này các chị size tầm từ 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhé. 150, mã là 580. 150, mã số là 580 nha em nhé mọi người ơi. Tiếp theo của em này nó là một em chân bé công sở nhé mọi người. Có hai hàng khuy ở đây này. Con này chỉ 47, 50 cân là mặc đẹp thôi. 131 chị Lê Hùng. 47 đến 50 cân nhé, dưới 50 cân ạ. Em này 150, mã là 216. 150, mã là 216 cho em này. Tập ly nhé, chất liệu như mông tư ghi luôn này. Em này các chị 50, 57 cân, chất liệu như mông tư ghi nhá. 120, mã số là 625. 580 chị Diệu Hương. 120, mã 625 cho em này. Em này các chị trên 50 cân nhá. 50 cân trở lên ạ, trên 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 411. 216 chị Nguyễn Hà. Mã là 411 cho em này. Chất đỉnh luôn này các bạn ơi. Em này các chị trên 55 cân ạ, 55 đến 65 cân nhá, màu đỏ Tết thì dưới 65 cân nhá. Mức giá này là 220, mã là 204. 625 cho chị Huyền Nguyễn. Trời ơi. Bà nào size S nghe tôi đi lấy con này đi. Ở bên trong nhá, bên ngoài của nó như là lông, khối lông ấy. 411 cho chị Ngọc Hường. Size S thôi mọi người ơi, 45 đến 50 cân lấy con này đi. Đẹp chưa? 45 đến 50 cân thôi, dưới 50 cân nhá, 220, mã là 551 này. Con này không phải mặc luôn ý. Em nhìn từ xa em thấy nó đẹp. Người ngây rồi. Kẻ ô nhá mọi nhá. Em này các chị 50 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 220, mã là 282. 220, mã số là 282. Lên mà em khoác len của HM nhá mọi nhá. Em này phải 60 65 cân mà vừa. Hàng chính hãng của nó đấy. 551 chị Tuyết Minh Nguyễn. Trên con này hàng chính hãng ạ. Em này 60-65 cân nhá, mặc càng rộng càng đẹp luôn. Lấp lên cái form rộng đẹp lắm. Dưới 65 cân nhá, 220, mã số là 778. 220, mã 778 cho em nhá. Chị nào mà không quen 282 cho chị Nguyễn Thúy. Chị nào mà không quen mặc form rộng ấy thì mọi người nhìn con nào em mặc kích kích thì mọi người lấy nhá. Còn không thì mọi người quen form rộng thì càng rộng càng đẹp. Cái này giới trẻ rất thích luôn. Em này này. Em này nhá mọi nhá, nó có hai lớp, một lớp của nó là jean và một lớp của nó là len. Đó. 778 chị Xuân Mai. Phi size nhá, chị nào thích form rộng thì lấy này. Mức giá em này là 220, mã 601. Quá đẹp luôn. 220, mã 601 cho em này. Một em hàng hiệu của Moco nhá mọi người. Moco này là hàng của Disney á. Có hình con Mickey nhá mọi người. Em này nhá, phi size cho em ạ, trên 50 cân, dưới 65 cân nhá. 220, mã số là 573. 220, mã số là 573 cho em này. Năm nay cái dòng khoác này đẹp thật đấy. Em này ạ, trên 50 cân nhá, dưới 65 cân ạ, 50 cân đến 65 cân nhá. 220.000, mã số là 511. 220, mã số là 511 cho em nhá. Tiếp theo của em chân váy này. Chân váy này các chị dưới 50 cân ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chị Duyên một chân dưới, mã là 594. Một chân dưới, mã số là 594 cho em. 573 chị Nguyễn Xuân Thủy. Size L, 55 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Một chân dưới, mã là 440. Một chân dưới, mã 440 cho em ạ.
chân váy xòe nhé mọi nhá. Chân váy gọi là chữ A thì đúng hơn. Size S thôi, 40-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá này là 150, mã là 441. 150, mã số là 441 cho em ạ. Đen xòe. Em này các chị 55-60 cân, đen xòe nhá mọi nhá. 55-60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 122. 150, mã 122 nha. Một em này là S là M, có kéo khóa nhá mọi người. Kéo khóa nhá mọi người, bomber này. S và M mặc đẹp dưới 55 cân nhá. 220, mã là 499. 220, mã là 499. Ủa, con này chất đẹp quá này. 551 chất quá đẹp luôn đấy. Đây 441 cho chị Duyên Hà. Em này oversize nhá. S, M, L đều đẹp luôn. Chất đẹp lắm luôn này. 220, mã là 655. 499 cho chị Dán Béo. Ôi, con này đẹp chưa. Hai cái chỗ này còn có phối nhũ xong còn bánh bèo nhá. Xe nhỏ thôi mà. 422 chị Thanh Hào. 40-50 cân thôi nhá, size S ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân này. Mức giá của em này là 220, mã số là 491. 220, mã là 491 cho em. 220.000 mã 491. Mọi người nhìn ra gì không? Chị Thanh Hào phải mua cái S thôi. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân nhá, 45-52 cân mặc đẹp cho em này. Mochi lô 220, mã số là 765. 220, mã là 765 cho em này. 491 bomber theo nhá mọi người. 655 cho Thanh Hào. Bomber theo cho em này. S thôi, 40 rồi 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã số là 473. Size S. 220 473. Con này mới đẹp này. Thanh Hào cho 65 đâu. Cổ cao nhá. Chị Huyền Thanh Trần. Con này mọi người mặc không cũng được. Chốt lại Huyền Thanh Trần đi. Đóng cúc vào mà mặc không cũng được. Size S cho em. 765 cho chị Ngọc Trâm. 45-50 cân nhá. Nó cúc nó rất dày luôn. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã là 502. 220, mã 502. 473 chị Lê Thúy. Tiếp theo em mát cái hơi dài luôn đấy. Con này là dáng vintage. Ngọc Trâm chuyển khoản cho tiếp nhá. Khoản tiếp vintage siêu đẹp luôn. Em này là oversize nhá, vintage dáng rộng cho em này. Vintage nhá. Em này các chị nếu mà vừa 60 cân trở lên nhá, trên 60 cân ạ. 220, mã là 460. S này. 50 cân quay đầu nhá mọi ơi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã là 477. 220.000, mã số là 477. Ủa, dày và rất là đẹp luôn những con này. Em này SM ok, dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã là 536. 220, mã là 536. 477 chị Mai Anh. Chân váy chấm bi này, chất lên ép miếng nhá mọi người nhá. Em này các chị S và M 45-55 cân nhá. 150 ép miếng này, mã là 220. Chân váy len ép miếng nhá. Mã là 220. Một em này nhá, một em chân váy len 536 chị Hoa Nguyễn. Có mic vạt này, rất là đẹp luôn. Em này ạ, bước đi rất sexy luôn. Size S rồi, 47-50 cân và cao trên 1m58 nhá. 47-50 cân ạ, 150, mã là 481. 150, mã số là 481 cho em. Chân váy màu be. Chân váy màu be dập ly nhá mọi người. Dưới 52 cân. Không chị Ngô Huyền. 47-52 cân nhá. 150, mã là 794. 150, mã số là 794 cho em. Ui, ép miếng này. Dày chưa. Size S thôi mọi người nhá. Con này là phối kiểu cách điệu này. 481 cho chị Anh Hoàng. 40-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 421. 150, mã 421 cho em nhá. Dày bình bình luôn. Con này à. Con này là chất như là băng cuốn luôn mọi người. Size S thôi, 40-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 794 chị Vũ Mạnh. 150, mã là 512. 150, mã 512 em. Con này như là phối dạ tít luôn này. Nhìn sang chảnh mãi trưởng luôn. Em này các chị, đây này, nó có cúc đóng ở đây nhá. Đầy đủ cúc này. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này. 220, mã số là 637. 637 nha nhá. Ôi bà ơi. Mấy hôm nữa tôi sẽ hết hết mình với các bà xong cái loại như này nhưng mà nó mỏng hơn.
ý là toàn ra cái dáng như nó mỏng hơn và có cả họa tiết và màu. Nói chung là con này chỉ size S thôi, maximum 52 cân nhá, 47 đến 52 cân này, 200.000 vãi là 419, 200.000 vãi 419 nha nhá. Theo họa tiết này, họa tiết theo nhá mọi người, S thôi ạ, 50 cân quay đầu mặc xinh thôi ạ, 40 đến 50 cân ạ, 50 cân quay đầu mặc xinh nhá, giá này là 220, mã số là 459. Quá đẹp luôn, nhẹ quá cái đầu luôn. Con này thì phải là dân chơi nhá. Nói chung là cái chất của nó em cho 10 điểm luôn ấy. Nhưng mà nó là các chị nào mà xong cách một chút 419 cho chị Phúc Vy Nguyễn. Phối màu quá đẹp luôn, nó sẽ tơ rua quanh thân nhá. Con này là kiểu sang chảnh thôi. Em này S và M mặc đẹp nhá. S và M mặc đẹp này. Mức giá em này 220 nhá. Mã số là 07. Thì Phúc Vy đẹp từ chất luôn. Đúng kiểu luôn. Nhưng mà nói chung là dân chơi thôi. Chị nào mà đi quẩy quẩy ba sang cái thứ thì ok. Con đấy gọi là đẹp mất người luôn. Em này các chị có cân nặng size 55 cân quay đầu nhá. S và M dưới 55 cân này. Em này mức giá 220, mã số là 748. 227 màu, một màu thôi nhé mọi người. Con này sẽ là dáng cách điệu một màu nhé. Thân nối rộng. Em này các chị trên 60 cân nhé, 60 cân đến 70 cân ok. Dưới 70 cân nhé, 220, mã là 722. 220.000 mã 722 nhé. 220 mã 722 cho em nhá. Con này giống em đăng ảnh không? Lệch mất cái màu kiểu ít xì luôn, chất đẹp ngang ngửa. Em này các chị size phi size nhá, SML đều ok, SML đều mặc đẹp nhá, nhưng mà đẹp nhất là các chị SM cho em ạ. Mức giá em này 220 ạ, mã số là 503, 220.000 mã số là 503 cho em. Tiếp theo phối màu siêu đỉnh luôn, 748 chị là Kim. Nhưng con họa tiết này thì nó là 722 chị Vũ Hải. Trên 50 cân mặc đẹp cho em nhé, trên 50 cân này, 220, mã là 480. 503 chị Trà My Nguyễn, mã 480. Con này toàn oversize, con này toàn oversize, có rộng. Em này ạ, các chị có cân nặng trên 50 cân nhé, trên 50 cân cho em ạ, 200, mã số là 560. 200.000 mã số là 560 cho em này. Màu đẹp chưa? Màu đỉnh của luôn. Size S hơn 50 cân quay đầu nhá mọi ơi. 40 50 cân mặc đẹp cho em nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ, dưới 50 cân thôi. Mức giá của em này là 220, mã là 557 ạ. Lấy luôn. 220 mã số là 557 thế này. Con này còn đẹp hơn của bọn MLB luôn. Con này mà 220.000. Tiếc. Hàng xuất khẩu nhá mọi, size M, hàng Trung Quốc xuất khẩu đây này. Nhìn như bọn MLB luôn, đẹp quá. 557 cho chị Nga Chu. Em này các chị size M thôi, 50 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này mức giá 220, mã là 776. 220 mã 776 trên này. Tiếp theo em này nhá mọi người. Zigzag răng sói nhá, chất len sợi cho em. Đan chéo vào nhau rất đẹp luôn. Em này oversize nhá, SML đều ok. SML đều mặc đẹp cho em nhá, 220, mã số là 773. Đây này. Mẫu cam mét 65 chị ơi. 773 cao 65 mọi người ơi, 65 cân 776 chị Thúy Phạm. Con này mỏng hơn một chút này, size M. 773 chị Vũ Hường. S và S cho em này, dưới 50 cân ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 773 chốt tiếp cho chị. S và M cho em nhé. Em này tiếp tiếp chị Thùy Dung Nguyễn. Maximum dưới 52 cân rồi. Mức giá của em này là 200.000, mã là 402. 773 chốt tiếp cho chị Phạm Hoan. Ủa đẹp chưa các bạn ơi, oversize cho em nhé. Hàng Korea ạ. Phạm Hoan. 773 chốt tiếp cho chị Ngô Hồng. Màu đẹp quá. Màu đẹp, màu siêu đẹp nhá. Em này các chị size phi size này, cả S mặc cũng đẹp luôn. 220, mã số là 602. 220.000 mã 602 cho em. Ôi, đẹp chưa? Cầm cái áo lên là chắc lịch tay luôn.
ML XL cho em dưới 65 cân nhá. 65 cân quay đầu đè ạ, dưới 65 cân nhá. 220 mã là 429. 220 mã 429 cho em ạ. Một em chân váy len xịt luôn này, size nhỏ 602 hơn. Chị Thu Hồng cao trên 1m58 nhá. Chân váy này các chị size M nhỏ dưới 52 cân. 47 52 cân ạ, 150 mã 330. Chất len của nó là len chị ạ, len chân váy đây. Size M cho em nhá, chân váy này đẹp này. Size M như là dập ly luôn. 429 dưới 55 cân nhá. 150 mã là 305. 150 mã 305. Quả vạn tường này đẹp luôn. Quả vạn tường này siêu đẹp luôn nhá. Có họa tiết trên váy đấy ạ. Em này 48-55 cân nhá, dáng Gucci này. 330 chị Hải Anh Nguyên. 150 mã là 254. Chân váy là 150 khoác len 220 nhá. Con nào em đọc được khách tầm nhầm giá nhớ nhắc đấy. Size S lớn và M nhỏ, 45-52 cân. 35 cho chị Trang. Dưới 52 cân nhá. 150, mã số là 214 này. 150 mã 214. Chân váy lông thỏ bánh bèo màu hồng nhá mọi nhá. Em này chân váy xòe màu hồng này, 47-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 322. 254 chị Minh Hùng. 322 cho em này. Tiếp theo, em này là vạn thừng nhá mọi nhá. Chân váy của nó là chữ A. Vẫn thường ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. Em này 150, mã là 179. Tiếp theo nhé mọi người. 214 chị Hiền Phạm. Em này các chị trên 50 cân nhá, 50 cân đến 65 cân này. 220, mã là 778 nhé mọi người. Chấm bi này, rất dày á. 220 mã là 778 thêm này. 179 cho chị Hương Vũ. Anh em nha, sắp xinh. Con này đẹp quá, con này của bé nhà chị Hào cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân. 26 cân quay đầu mặc đẹp của các con nhá. Mức giá của em này em lấy mọi người 120 thôi. Của các con ạ, mã số là 582 dưới 26 cân. 778 chị Lệ Trung Đường. Ôi, đang lên tưởng đến một cái pin gì đó của Trung Quốc ấy. Con này đẹp quá này. Chất dày và ấm lắm ạ. Em này các chị size ML 50-60 cân nhá. 220 mã là 749. 220 mã 749 cho em nhá. 582 chị Hiền Tô. Em này các chị trên 60 cân này, 60 cân trở lên mặc đẹp luôn. Trên 60 cân nhá, 220 mã là 410. 220 mã 410 cho em ạ. Con này đẹp quá. S và M thôi mọi người ơi. Cái viền của nó lông cừu, còn cái thân của nó lông thỏ nhá mọi người nhá. Em này ạ, size tầm 45-55 cân nhá. 220 mã số là 614 ạ. 614 cho em này. Chị, thôi đây em xin lỗi chị ơi. Con màu xanh, hai con màu xanh đều đẹp luôn. Mọi người có nhìn thấy họa tiết trên áo. 50 cân trở lên nhé. 410 chị Thúy Phạm. Trên 50 cân nhé mọi người nhé, 50 cân đến 65 cân cho em này. 220 ạ, mã số em này là 640. Chị Hà My. 640 cho em này. Ôi đẹp chưa. Quả màu phối với nhau 10 điểm. Em này các chị size S và M cho em nhé. Dưới 55 cân thôi. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Dưới 55 cân nhé, 220. Mã số em này là mã 636. Chị Hà My nhé. Hà My. Có dấu. Em cho em này. Chân váy này chỉ size S thôi nhá. Size S ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 110. 150 mã 110 cho em nhá. 640 chị Thanh Hào. Em này nhá. Chân váy như là mông tơ ghi vậy, nhưng mà cái chất nó rất thích á. Em này các chị 47 52 cân ạ, dưới 52 cân nhá. Cao trên 1m58 ạ, 120, mã số là 769. 769 nha anh nhá. Các bà size S thôi này. Chân váy chữ A bé tí. 40 trên 46 cân. Đây ạ, các chị ơi. 40-46 cân nhá. Không chị Nguyễn Thị Thu Hà. 46 cân này, mức giá này là 150, mã là 406 này. Cái này đẹp quá này. Cổ 769 cho chị Thanh Lương. Chất sở cái chất len đã thấy là tiểu thư rồi. Em này ạ, các chị size 50 là 57 cân, nặng dưới 57 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 465. Chuyển hết cái giấy theo rồi.
Em này ạ, ngồi đẹp chưa? Test lơ rồi, SML cho em nhé, dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 537. 537 cho em nhé mọi ơi. Tiếp theo mà em size màu lông thỏ nhé mọi ơi, 220. Em này 48 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 220, mã là 539. Khách mới cho đầy đủ thông tin luôn mọi ơi. 220 mã số là 539 cho em này. Khách mới cho em xin thông tin là đầy đủ luôn nhé mọi ơi. Đừng đợi đến cuối like rồi không chốt được thêm. Khách mới cho em xin chậm nhưng sao tao vào lại hoa em chị ơi. Cái mà size mò cho em màu quá đẹp luôn. 48 đến 55 cân nhá, size mò 220, mã số này là 548 này. 548 cho em nè. Màu hồng ạ, con này của nó là len xịn đấy nhá. Chất nó là mức vừa phải thôi nhưng mà cái chất len của nó là len xịn ạ. Em này các chị size của có 53, là size ML 50-60 cân, chất len đảm bảo xịn luôn. Mức giá em này là 200 nhá, mỏng nhẹ hơn một chút, mã là 565. Con len mỏng năm nay khó kiếm nhỉ. Sao mà đừng tối hay. Hả? Em này S và M dưới 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 220, mã là 638. Thu Thủy Nguyễn 638 cho em nhé mọi nhá. Ôi cái quả len đỉnh chóp này thì sẽ là thuộc về ai? 565 cho chị Hiền Tô. Dân chơi dân chơi. Ui, cái con len đan này khó kiếm vãi trưởng ấy. Em này oversize các bạn ơi. Để gần mọi người không nhìn thấy cơ. Nó sẽ nổi hạt gạo rất là to luôn. Phi size ạ, dưới 65 cân. 220, mã là 755. 220.000, mã số là 755. Có 38 chị Vũ Thị Kim Vân. Con kẻ đẹp đấy. Ôi bà ơi. Tình yêu trong những việc đó. Em này này, chị nào có cân nặng size tầm từ 55 đến 65 cân nhá. 220, mã là 198. 755 cho chị Thảo Nguyên. Béo mà ok luôn đấy. Oversize tiếp này, dưới 60 cân nhá. Sáu mươi cân quay đầu ok ạ, ML cho em này, đủ đẹp thế. 220, mã là 401. 220, mã 401 cho em này. Đây. Con này mới đẹp này. Con này là len sợi xịn luôn nhá mọi nhá. Mọi người nhìn quả nhìn cả sợi này là xịn luôn này. Chị Dương Lương Thùy S luôn nhá. Quả sợi này của nó đỉnh lắm luôn. S rồi. 40, 50 cân ạ, 50 cân quay đầu một đẹp nhá. 220, mã là 428. Đây chị hỏi, thầy chị cứ hỏi em à. Thế Di Lê nhà em có ai xả là không ấy? Chắc chắn là không chị ơi. Anh nhớ không? Chị lại chung đường. Mọi người có thích mua Di Lê được không? Để em lấy về cho. 55 đến 60 cân ạ, 60 cân nhá. Mức giá này là 220. Size 60 cân, 65 cân vẫn vừa đấy ạ. Size L, XL luôn. 220, mã số là 494. Có ai thích Di Lê được không? Để em thiết kế nhá. Nhưng mà không biết được có kịp không ấy chị ạ. Con này đẹp quá này, con này đúng là dân chơi luôn. Mọi người nhìn cái chất hàng mọi người sẽ biết ngay. Con này là cánh rơi nhá. 491 cho chị Hạnh Nguyễn. Em này S và M một đẹp cho em, nó là cánh rơi mọi người ơi. S và M thôi nhá, mức giá của em này là 220 ạ. Mã số em này là 563. 220.000 mã số là 563 cho em nhá. Cái lốc tông ngắn này, con này mỏng thôi. Em lấy 200 nhá, size S à. 50 cân quay đầu mọi người ơi. 48 cân rồi. 40, 48 cân ạ, rồi 48 cân nhá. Mức giá của em này là 200.000, mã là 562. Lấy Di Lê nữa đi gì. Ok, để em gọi điện cho. Alo, anh Bình Thôn đấy phải không ạ? Đấy, em này trên chị ơi. Không hết dạ tiết rồi, dạ tiết 563 chị Men Trang. 55 với 65 cân nhá, dưới 65 cân này. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá này là 220, mã là 618. Dạ một lớp thì tôi vẫn đang đợi. Đang đợi chờ trong vô vọng. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào biên giới. Biên giới nói thế như cứ mở được một vài hôm ấy thì nó lại con này khoác lỡ ấy. Em này các chị 55 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân này. Mức giá này là 220, mã là 651 này. Mặc dáng rộng đấy. Không.
chị Loan Ngọc HHK. Chị nào cân nặng 40 đến 45 cân nhá, dưới 45 cân. 562 cho chị Thanh Hiền. Em này hơi nhỏ, dưới 45 cân này 200.000. Mã số em này là 420. Chị Loan ơi, đang cho chị để chuyển thoại chơi. Hạt tiết như kiểu bò sữa tóc lại. Đẹp quá này. Em này các chị trên 50 cân ạ, à. 50 cân đến 65 cân nhá, dưới 65 cân này. 420 cho chị Mai Anh Bảo. Ôi này, cho chị cái áo kia. Nè, nhìn nhìn thấy không? Đấy, không cần phải chị nào. Màu đen, màu đen này không phải. Màu đen này không phải. Màu đen này không phải đâu. Ok, đây là có cái khác. 520 chị Hải. Có bạn đọc mã của bạn ấy đi. Số lại tham khảo của chị Vũ Hải nhá. À, len body, váy len em còn một số nữa là hết nhá mọi nhá. Em này 50 đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá. 220, mã số là 483. Váy len body em còn một số nữa là hết. Tết đến nơi rồi mà các bà. Cũng phải nghỉ Tết chứ. Mà nghỉ Tết xong là hết mùa đông rồi. Em này các chị áo cân nặng size S, M, L thì ok nhá. Mỏng hơn một chút thôi, nhưng mà vẫn là dày ạ. 200.000, mã là 632. 483, chị Thúy Phạm. Rồi, trả lời rồi. Em này 55 đến 65 cân nhá mọi nhá. 55 đến 65 cân này, 200 ạ. Mã số là 424. 200k ạ, 424 cho em. Cầm nặng. Bà là 40-48 cân mà con này siêu đẹp luôn. 40-48 cân nhá, dưới 48 cân này. 220, mã là 505. 220.000, mã là 505 cho em này. 220, mã số là 505 cho em nhá. Ép thôi này, 50 cân quay đầu thôi mọi người ơi. 40-50 cân ạ, à, dưới 50 cân nhá. Mức giá 220, mã là 514. 514 cho em này. 220 mã 514. 505 chị Lan Anh. Chấm bi nhá mọi người. Em này các chị có cân nặng size tầm 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. 200 ạ, mã là 650. 200.000 mã 650. Em này các chị 50 trở 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Mức giá em này là 150, mã là 643. 150, mã 643 cho em. Size 48 đến 55 cân nhé. Size xòe ạ. 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhé. 150, mã là 596. Có 514 không? 6. Em này ạ, các chị có cân nặng size ML cho em ạ, dưới 60 cân nhé. 200.000, mã là 578. 643, chị Bùi Nhung. Chị Bùi Nhung xin chị chỉ thoại chị ơi. Thôi xong số khoác này là em hết sạch khoác, không còn nào nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ phi size ML đều ok. Mức giá em này là 220. 732 cho em này. Màu kem cho em nhá, màu bê bê. Màu bê bê cho em nhá. Có. Em này các chị size M cho em ạ, tay của nó lê nhẹ nhá, size M cho em, 48-55 cân nhá. Con này chảnh thế. Mức giá của nó là 220, mã là 583. 220.000 thôi, mã số là 583 cho em. Hôm trước bà nào có cái mua cái quần MLB kia thì lấy cái này quá đẹp luôn này. Em này 55-65 cân nhá. Chị Tú Vương. Như MLB luôn ạ, 55-65 cân, dưới 65 cân nhá. 220. Đâu, bố chốt chị Công Thành ạ. 220 nhá, mã là 715. 73 là chị Tú Vương. Hôm trước có chị nào mua một cái quần len ấy. Chị nào mà mua một cái quần len màu như này này. 583 chị Nguyễn Hà. Hoặc là mấy hôm tới có cái quần len màu như này đấy. Con này là
này là oversize, nhìn như bạn MLB. Cái này nam nữ đều ok nhá. Có cân nặng sớm 65 đến 70 cân đối với nam. Còn nữ thì mặc oversize như em. Nữ bao nhiêu cân? Nam thì 65 đến 70 cân cho em nhá. Cái này là khoác này nam nữ đều ok. Em này 220, mã là 735, nhìn như MLB luôn. Em này ạ, à, dưới 50, giá 50 cân nhá. 45 đến 50 cân ạ. 220 ạ, mã số là 759. Đẹp thế này. Em này các chị phi size này, như em thích con này lắm. Phi size nhá, FML là ok. Mức giá của em này là 220, mã số em này là 70. 70 không mát. Ôi, 759 cho chị Mạnh Tân. Trời ơi, bánh bèo hết nấc luôn này. SM mà đẹp cho em nhá. Tết rồi. S và M xinh lắm. S và M mà đẹp cho em nhá, bánh bèo ạ. 220 mã là 1770. Chị Lê Huyền không giấu. Rồi, xong. Hàng hiệu đây rồi. Quá xịn luôn, con này nhá, chất của nó là chất len xịn nên là nó sẽ hơi dặn một chút này, mọi người vui lòng mặc cái áo giữ nhiệt cho em. Chất của nó là chất len giống như kiểu len Nhật ý mọi người ạ. Chất nó hơi dặn một chút và con này chỉ có trong hàng hiệu thôi. Chị Lê Huyền cho dấu. Cái này nhá mọi nhá, nó là xịn lắm nhưng mà chất của nó là chất len giống kiểu len Nhật, nó sẽ hơi dặn nhẹ, mọi người sẽ mặc với áo giữ nhiệt đảm bảo mọi người siêu đẹp luôn. Hoặc với sơ mi trắng cũng được. Nó không dặn kiểu dặn đấy đâu, nó chỉ kiểu hơi nhám nhám được cái chất len của nó, chất len nó len kiều thế. Em này các chị size M là mặc đẹp nhá, size M mặc đẹp cho em ạ. 220, mã số là 709 ạ. Những con này đánh giá phải đắt hơn. 709 đây này. Cổ khít này. Em này các chị 50, 57 cân ạ, dưới 57 cân nhá. Con đấy chị nào biết mới chốt, không về được thì chia dặm chất em. Mức giá của em này là 709 chị Dương nhá. Mức giá của em này là 220 mã là 66. Chị biết cái đấy đấy dặm chưa? Nhưng mà con đấy là chất len xịn của em đấy. Mặc áo giữ nhiệt màu đen lên siêu đẹp luôn. Cho chị lấy cái quần treo sau cùng đi, cho chị comment lấy cái quần treo sau để cùng bộ với áo luôn ạ. Ok chị. Xem cùng thường nhá. Well done. Ok chị, cùng một hãng đấy ạ. Chị Su Linh nguyên lấy cái áo kia đúng không? Cùng một hãng nó đấy. Đúng không? Đấy cho chị Su Linh lấy cái này 150. Có cái áo Su Linh. Chút 66 66 chị Hồng Nhung Nguyễn. Đâu đây là cái áo. 571 cho chị Su Linh Nguyễn. Ô, cái áo giống của kia nữa này. Có một cái áo như này này, nam rồi 6. Ôi chị ơi, chồng chị có vừa không này, lấy hai vợ chồng mặc chung. Mặc đồ lôi rất đẹp luôn. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân nhá, 220, mã số này là 506 này. Cả ba cái đấy của chị chưa bằng một cái áo. Chưa bằng một cái hàng MLB nhá. Con này kêu gọi hết Chanel là sau siêu đẹp luôn này. Cùng là hãng Well Done đấy đó. Em này ạ, à, các chị có cân nặng size tầm 50 60 cân. Dưới 60 cân nhá, 220 mã là 739 ạ. Em nhớ không lầm là có một con áo nó giống cái quần đấy cơ. Nhưng mà nó là sắc xét nào đấy không biết. Em này các chị size S và M nhỏ dưới 52 cân ạ. 52 cân quay đầu lại nhá chị. 220 mã số là 538. 532 bạn 538 xem này. Mickey Disney, con này là của Zara nhé, size M. Hàng của Zara, hàng authentic luôn nhé mọi người nhá. Out đấy. Out đấy, không phải hàng này đâu. Nhìn áo nó khôn này nó khác. Em này à, 50 trời 55 cân nhá, 220, mã là 607 này. Đây, con của em này nữa này, 220 nhá. Nam thì là có cân nặng tầm từ tầm con này nam phải có cân nặng tầm dưới 73 74 cân đấy. Nữ thoải mái luôn.
Em này 250 nhá. Mã là 638. 638 à? Sửa mã 638 chị nào. 607 không? 607 chị Thúy Phạm ạ. Ôi. Trên đời cuộc đời tôi gặp được những cái khoác len đẹp như thế này. Mẹ ơi. Chị lên mã đi, chị Suli Nguyễn ơi. Mã 638 ạ. À. 638 chị Suli Nguyễn. Chị mọi người nhường cho chị ấy là chị ấy cho mặc cả set với chồng nhá. Ủa, con này quá đẹp luôn các bạn ơi, size là các chị size M mặc đẹp cho em ạ. Mức giá là 220, mã là 774 này. Không phải suy nghĩ luôn ấy. Chị ba cái M nó đẹp. Em này các chị 60, 65 cân nhá. Dưới 65 cân này, 220, mã số là 741. 20k mã 741 cho em. Tiếp theo này. Em này ạ, à, chị nào cân nặng size 50 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. À. 220, mã số này là 742. Em cho xem cái này nè. Em nhìn cái này là em thích từ lẫy à. Vintage rất đẹp luôn. Cái chất len của nó mọi người phải sờ vào cơ. Chất len của nó phải sờ vào nên nó mới đỉnh làm sao. Em này các chị size tầm 50 cho đến 55 cân thôi, size M đẹp nhất nhá. 220 mã là 770, kéo khóa. 220.000 mã số là 770 nhá. Ủa này. Đối tiếp nhá. 742 chị Kiều Trinh. Em này hàng Italy, như Gucci luôn ạ. À. Vâng, hàng Italy cho em, size L cho em ạ. 770 chị Hai Trinh. Em này các chị có cân nặng tầm 55-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này. Chỗ này có khối kim tuyến này. 220, mã là 729. 220, mã là 729 cho em này. Con này là một em cổ khít tiếp này. Màu xanh nhá. Tuyệt vời luôn. Ui, hôm nào mà có khoác len cổ kít thì tôi thề các bà luôn ạ. Toàn khoác len cổ cao như này thì quá là đẹp luôn. Con này có bộ cúc ở đây nhé. 729 cho chị Anh Phương. Rồi có bộ cúc đẹp ở đây này. Sẽ đóng từ trên dưới đấy. Nhưng cái này khi ép kiện nó bị vỡ, em sẽ thay cho người luôn. Size M cho em nhé. 220, mã là 610. 220, mã 610 cho em. Em này ạ, size 50-60 cân nhá, như là thể thao. 520 mã là 535. 520 mã là 535 xem này. Tiếp theo ạ. Em này các chị 47 52 cân ạ, dưới 52 cân nhá. 150 mã là 719. 150 mã 719 xem này. Em ép miếng cho em nhé mọi người ơi. Ép miếng lên size L nhá, 55 60 cân. Đằng sau có xẻ của Hàn Quốc ấy. 55 60 cân nhá. 220 mã số là 574. 520 mã 574 xem. Chấm bi ạ. Chấm bi này chỉ ép thôi ạ, 50 cân quay đầu. 55 cho chị Nguyệt Phan. 40 50 cân cao trên 1m58 nhá. Mức giá của em này là 150, mã 606 này. Maximum 52 cân nhá. 45 đến 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220 mã là 702. 202 mã 702 kia này. Con này là một em kéo khóa. Con này là thổ cẩm nhá. Kéo đi. Cái này các bạn trẻ là mặc đẹp. Chất sợi rất là xịn luôn, nói chung là chất lên xịn. Em này oversize nhá. 702 chị Tuyết Minh Nguyễn. Phi size ạ. Mất cuối em này đi chụp ảnh quá đẹp nhỉ. Còn đấy thì cho chị nốt để hai bộ. Còn may chị ơi, nó là ở bịch quần. Thì em sẽ nhớ đến chị. Em này 50 cân đến 60 cân nhá. Mức giá em này là 220, mã là 470. Ở dưới kia còn đấy, em nhớ là em bỏ cả một xét ra cơ. Em phải buộc vào. Chị Thoa Hoàng cứ lên mã đi chị ơi. Xong chồng em bảo là, sao là buộc vào là buộc vào một em khoác sợi vòng vàng này. Ôi, năm nay không làm được khoác sợi tiếc lắm luôn. Em này ạ, à, các chị size M thôi, 48-55 cân nhá. Em này 220 ạ, à, mã số là 604. Là cái sợi của nó mọi người sờ nó mới xịn. Bài nào mà mặc được sợi rồi, các bạn không mặc cái len ép đâu nhỉ.
không liễu. Em phát mỏng hơn này. Phát mỏng đấy mọi người 200 nhá. Em này ạ, các chị có cân nặng chị nào cân nặng size M 48-55 cân nhá. Em này có giá 200.000, mã là 474 này. 200k mã 474 cho em. Họa tiết này, size 50 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ, dưới 60 cân nhá. Em này 220, mã là 740. 220 mã 740 em này. Theo này. Chúng mình có phát đấy đẹp, nó cần mối cho tầm nó xỉ. Con này theo tay nhá mọi người. Em này các chị size M cho em nhá. Tay của nó tay chuông và theo này, size M nhá, dưới 55 cân. 220 mã là 754. 474 chị Châu Minh. 758 740 chị Vũ Hường. Em này các chị trên 50 cân nhá. 50 cân đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. Chất len xịn lắm. 220 mã là 415. 415 cho em. Họa tiết phối như vu xì cho em này. Em này các chị size có cân nặng tầm từ 60 65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ. Mức giá em này 200 ạ, mã là 520 này. 67 cân có chị ơi. Chân váy len đấy mọi người ơi. Chân váy len xòe nhá. Em này dưới 52 cân thôi. 40, 47, 52 cân nhá. 150, mã là 613. Giá của nó là hơi bom bom nhá. Hơi bom bom. 150, mã 613 xem này. Len ép miếng nhá mọi người ơi. Con này thì là xẻ bên cạnh. 415 cho chị Vũ Thị Kim Vân. Cao 1m6 có size M. 50, 55 cân nhá. 150, mã là 703. 758 chị Hằng Huỳnh Kỳ. Con này đẹp chưa? Như vu xì luôn các bạn ơi. Em này các chị S và M từ 55 cân nhá. 220 mã là 761. 220 mã 761 cho em. 613 chị Lê Cúc. Ui đẹp quá, đẹp quá. Em này phi size nhá. S, M, L đều xinh. S, M, L đều xinh ạ. Phi size S, M, L đều xinh nhá. 220 mã 763 chị Trần Thị Danh. 764. Ôi đỉnh cao đẹp luôn. Con này à, có đóng cúc từ đây thường nhá mọi nhá, đóng cúc từ trên này xuống này. Em này các chị 50 trần 57 cân ạ, dưới 57 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã số là cho chị Nguyễn Thị Điệp. 555 này. Khoác Disney nhá mọi ơi, họa tiết hình hoạt hình nhá. Em này 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 200.000, mã số là 737. 764 chị Kiều Yến. Chị Nguyệt Nguyễn. Em nghe chị size M là mặc đẹp cho em nhé. Cái này có nó là dây của nó, mọi người thích thì để lại, không thích bỏ ra được này. Kéo lên thì rất là xinh luôn. Em này á, các chị có cân nặng size M cho em dưới 55 cân nhá. 220 chất len sợi siêu đẹp luôn. Mã là 777. 737 cho chị Thảo Nguyễn. Em này ạ, cho chị Vũ Thị Bích Hường. Size M cho em nhé, size M. Size M cho em dưới 55 cân nhé. 220 mã là 756 đây. Đây cho mình con lớp 10. Lớp 10 đẹp quá. Ui đẹp quá này. Xuống như mày lên. Khoác là 220 nhé. Mỏng 200. Mỏng hơn tí thôi. Em này các chị 45 đến 55 cân nhé. 220 mã là 754. 756 chị Chu Bộ. Màu như này mới đẹp nè, hoàn này nè. À, siêu này cũng xinh thế. Nhìn cái nhiễm xì này xinh ạ. 74 trên quần áo dài. Em này rất là dễ phối này. Em này á, thực ra nha, em này đa số thì là SML còn như là O còn sao rất là dễ mặc ấy mọi người. Cứ 60 cân là mặc vừa như em này cho em luôn. Và màu rất là nhẹ nhàng luôn này. Bán em này 220.000. Chốt cho em mã số là 711. Mã số là 711 cho em luôn này. Chân váy len đi của. Chắc tay thế. Cầm nặng trịch luôn các chị ơi, xuống lắm.
Cái này size L cho em nha. 55 đến 60 cân, dáng dài đến qua đầu gối cho em. 55 đến 60 cân này, 150 mã số là một mã số là 621. Chân váy 150 nha, mã số là 621 cho em luôn này. Vậy mà một chị anh Phương, em này thì nó như là phối dạ tuyết ấy mọi người ạ. Em này như là phối dạ tuyết cho em, nó chị nhắc kiểu tranh xả cho em. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân này, 220 mã số là 736. Chị anh Phương inbox địa chỉ để mình chốt tiếp. Mã 736 trên bài kẻ 621 cho chị Thúy Phạm. 45 đến 50 cân cho em, mít lệch nhá. 45 đến 50 cân, 150 mã số là 620. 150 mã 620. Hết rồi chị ơi, áo này là em lấy để ra để riêng em mặc trước ấy. Tiếp theo chị này, em này tiếp này. ML 53 60 cân. 53 60 cân dáng dài đến đúng đầu gối nhá. Mít của Hàn Quốc cho em, chất nó dày lắm, chất nó kiểu len nó phỏ ấy. 150 mã số là 450. 150 mã 450 này, cặp chun này. Màu muối tiêu hơi dập ly nữa các ạ. Em này thì dáng dài đến bụng chân của em luôn nhá. SM 48 tầm độ 55 cân. 150 mã số là 366. Mã số là 366 cho em luôn này. Rồi, tiếp theo màu xanh đi ạ. Mấy màu xanh nhá chị nhá. Em này đi ạ. 45 thoải mái cho em. SML thân em này, riêng em này các chị nhá, không sợ bị rộng đâu. Mặc càng rộng càng xinh, em S rất là ok này. SML đều vừa tay chuông. Bán em này 220 mã số là 767. Mã số là 767 thì giá ngắn như vậy trông nó sẽ trẻ nhưng rất là nhiều nhá các chị nhá. Em này tiếp này, mid M đi. 366 chị Nguyễn Hằng. Em này kể cả là chị XS hay S đều vừa, 40 50 cân dáng dài đến qua đầu gối này. 150 mã số là 437. 150 437. Trời ơi cái màu này. Nhìn nó mê dã man các chị ơi. Size chuẩn M nhá, 50 tổng độ 55 cân. Thanh sói. Nó chất len nó lì lì mịn lên nếp con cừu cho em. 50 tổng độ 55 cân, 150 mã 454. 150 mã số là 454 cho em luôn này. Màu đen đẹp, chất đũa mà rồi, riêng chất đũa nhá. Mặc lên nó vô cùng đanh và dày mịn cho em luôn. Chất rất là tệ, các chị này nhìn này, kéo thoải mái này, bỏ ra. Đó, bởi vì chị cũ cho em luôn. Em này 45 tổng độ 55 cân. 45 đến 55 cân màu đen, hai bên còn có túi cho em rất là tiện nhá. 150 mã số là 584. Mã 584 cho em này, kiểu dáng kiểu hơi kiểu cổ bèo. 437 cho chị Dương Nguyễn. Cái dáng cổ nó sẽ hơi hơi kiểu cổ bèo nhá mọi người nhá. Em này thì là form to rồi. M, L, X, L. Dương Nguyễn á. Dương Nguyễn có dấu chị 437 ạ. Bảo bạn anh làm tốt không? M, L, X, L. Màu xanh than các chị, màu này thì trắng da vô cùng luôn rồi. 220 mã số là 209. 220 mã số là 209 giúp em. 584 Dương Trầm. Riêng màu gì chứ màu đen và màu kem là hai cái màu mà ai cũng nên có cho em nhá. Em này thì dáng không quá dài đâu ạ. Nhưng em này dáng dài đến qua bụng chân của em cơ. Khoảng tầm độ 48 tầm độ 55 cân. 48 đến 55 cân. Bán em này 150 mã số là 534. Em lên ra khẽ mọi người. Lên cả hai người để mọi người dễ chọn mà không phải chói. Tiếp theo các chị này, đây, chiếc đũa này. Đũa bản nhỏ cho em, chất nó đỉnh cao lắm mọi người, nó dày, nó đanh vô cùng. M lớn và L 53 60 cân. 59 534. 53 60 cân này, dáng dài đến qua đầu gối của em luôn, trời ơi chất nó dày và đanh vô cùng mọi người nhá. 150. Mã số là 519. Hay còn thế không? 29 không. Nó tư chị Chu Bộ. Đây này, đính ngọc chị này. Đính ngọc hết toàn bộ cho em các bác ơi. Đính ngọc phối hết toàn bộ cho em chị này. Đó. 519. SML XL đều vừa. SML XL đều vừa. Cho chị Sim Sim. 200.000 mã số là 766 cho em các chị nhá. 200.000 đính đá hết toàn bộ. Mã 766. Trời ơi đây, chất nó dày dặn này các bác. Chất nó dày dặn dã man các bác nhá. Lại còn kẻ nữa. Kẻ và chấm bi là hai cái họa tiết mà em recommend nên lấy. Thứ hai là cái màu sắc khá là ok nhá. 50 57 cân này. 50 57 cân. 220 mã số là 347. 220 mã số là 347 chân váy đi ạ. Chân váy cho em các chị nhá. Chân váy này chân váy sóng rồi ạ. Chân váy sóng kiểu là sóng nhẹ. 45 tầm độ 55 cân. Dáng dài đến qua bụng chân của em luôn. 45 55 cân này chất vô cùng đanh mịn nha các chị này. Kéo thoải mái của ra này. Đó, rất là dày. 150.000 thôi ạ. Mã số là 623. Mã số là 623 cho em luôn nhá. Đây chân váy em này không đẹp khôi hơn tí luôn. Không đẹp hơi bị phí cho em. Mặc đằng trước được này hay là mặc lệch một bên cạnh cũng rất là ok cho em luôn. 40 50 cân. 40 50 cân này, chất đũa đanh mịn. 150 mã số là 619. 150 mã số là 619 đẹp hết. Đẹp xỉu cho em. 623 chị Hiền Phạm. Nhưng em này nhá mọi người nhá, thì những cái chị nào thích dáng rộng ạ, thích dáng ôm, thích dáng vừa lấy em này cho em. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân này, không thích dáng rộng thì lấy này nhá. 45 đến 50 cân. Bán em này với giá là 220 mã số là 449. Mã 449 này.
Đây, màu xám ghi cho em luôn. Một em màu xám ghi nhá, em này theo em là S, M, L đều ok. Cứ dưới 60 cân mặc vừa em này. Bán em này các chị với giá là 619 chị Thanh Thùy Lê. 150 mã số là 513. 150 mã số là 513 cho em luôn này. Ủa, chữ A đẹp chưa? 45 tầm 50 cân. 45 chị. Đến 50 cân. 150 mã số là 469 màu tây quá đẹp luôn các chị ơi. Mã 469 nâu tây thì quá đỉnh rồi. Em này nhá, chất thì dày dặn cho em luôn này. Giá nó không phải nghĩ luôn. Em này giá như Gucci. 513 ML. Em này nhá, ML, XL này nè, dưới 65 cân thì đều vừa đi em này được. 220 chất siêu dày, mã số là 186. Mã số là 186 cho em luôn này. Mã 186, trời ơi chất này. Không đẹp thì hơi phí. 40-50 cân mặc vừa đi em này cho em đi. Đây, 40-50 cân chị nhá. 40-50 cân này, cái màu sắc của nó vô cùng nhã nhặn và rất là sáng da. Chất thì siêu dày này, len lớp đồng cửu đấy. 220 mã số là 427. 220 mã số là 427. Thanh Thùy Lê, anh mới inbox địa chỉ để chốt tiếp. Màu đen các chị này, em mặc riêng màu đen, lấy ngay. Riêng gì cho màu đen, các chị nhá, chân váy bút chì như vậy này. Mọi người phối đồ với áo len, áo giữ nhiệt, rồi áo bông tô ghi, đều rất đẹp cho em luôn. 45 tầm độ 55 cân màu đen, dáng váy mụn chân này. 150 mã số là 309. 150 cho em. Chị Vũ Thị Kim Vân. Mã số là 309 cho em nhá. Mã số là 309 cho em luôn này. Mã 309 cho em luôn này. 309 đây rồi, dập ly. Chân váy phối dập ly cho em chị nhá. Chân váy nó hơi phối dập ly cho em toàn thân này. ML 50 60 cân. 50 60 cân dáng dài đến qua đầu khoảng 3 phần em thôi. Cho chị Hiền Phạm. 150 chốt cho em mã số là 525. 309 cho tiếp chị Mùi Đạn. Đây rồi, màu đẹp xịn cho các bác. Cái màu này xanh ngọc nha các chị nhá. Nó còn hơi phồng chút xíu này. Như kiểu len thường nha mọi người. Như kiểu len thường này. 45 tầm tổng 55 cân. 45 đến 55 cân. 220 mã số là 516. 525 cho chị Thúy Nguyễn. 220 mã số là 516 này, màu này. Em ơi, yêu chưa? 40 50 cân. Hơi len lông cừ và nối phối mũi tiêu nhá. 40 50 cân. 150 mã số là 455. 150 mã số là 455 cho em luôn này, dáng chữ A cho em ạ. Thì em dáng chữ A các chị ơi, em nói luôn không phải nghĩ luôn. 5169. Phối với cái gì? Trang ok, lên. Dáng quá là basic rồi. 45 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này cho em luôn nhá. Đây, 45 tầm độ 55 cân các chị này. Bán em này 150 mã số là 589. 65 cân các chị phải chờ em, chị em bởi ít những cái size to như vậy lắm mọi người. Size 65 cân hơi hiếm nha. 455 cho chị Hoa Trạng. Em này dáng dài, hoa như kiểu chân như kiểu hoa loa kèn đấy mọi người nhá. 50 tầm độ 57 cân mặc vừa như em này. 50 tầm độ 55 cân. 150 mã số là 544. 150 mã số là 544 này. Màu nó hơi muối tiêu cho em đúng không chị này. Màu hơi muối tiêu cho em nhá. Áo khoác trắng đi ạ. À. Đấy khoác trắng ấy chị ơi. 40 50 cân em này không quá rộng. 589 cho chị Mùi Đạn. Dáng kiểu vừa người thôi mọi người ạ. 220 mã số là 753. 220 mã số là 753 cho em luôn nhá. Mã 753 này số bò này. Có ai thích cái dáng khỏe không ạ? Mình phối hơi bò chút xíu cho em. Dáng khỏe em này không tháo rời được nhá. Nó là em một em liền. Chị Vũ Thị Bích Hường. Nó là một em liền cho em luôn các chị này. 50 60 cân. 50 60 cân. Maximum là 65 cân vừa em này. 220 mã số là 772. 220 mã số là 772 cho em luôn các chị này. Rồi tiếp theo nha, dáng suông. 45 753 em này 48 tầm 57 cân nhá. 48 57 cân màu đen. 150 mã 111. 150 mã số là 111 cho em luôn các chị này. Rồi, dáng xinh quá, ôi chân cái A luôn. Dáng chữ A nhá. Lên trông rất là chuẩn chị này, cầm nặng tay vô cùng. 50 60 cân. 50 60 cân. 150 mã số là 633. 150 mã số là 633 cho em luôn này. Đây, họa tiết kiểu da báo. Một em họa tiết kiểu da báo cho em các chị nhá. Em này thì nó không quá dày đâu ạ. Mỏng nhẹ vừa phải. S, M, L đều ok nhá, không quá rộng nhá. Em này 200.000 chốt cho em mã số là 137. Bất đáp. 200.000 mã số là 137 cho em luôn này. Đây rồi. Chân váy màu trắng nhá. Em này thì nó không co giãn cho em. À, chị Liên Phương. Em này nói luôn này, cạp này của nó là cạp phăng. Cạp này nó không co giãn cho em luôn nhá. Eo thoải mái cho em, eo từ 66-70. Eo từ 66-70 cho em màu kem. 150 mã số là 615. Má không bán nhá, mã số là 615 cho em luôn chị này. Đây tiếp theo ạ. Một em màu đen và phối màu xám. Đen phối xám cho em nhé mọi người nhá. Đây em này các chị này. Mọi người nói luôn nhá. Tất cả những sản phẩm mà khoác rộng như em mà các em là S thôi mà, nên là S, M, L đều vừa. Còn những cái size nhỏ mà để mặc ôm mọi người á thì nó cũng có, nhưng nó hơi ít các bác nhá. Thế nên các bác cần mà những cái size nhỏ thì các chị chờ em. Còn tất cả những khoác len dáng rộng thì S đều vừa hết nhá. S, M, L vì nó là free size mà, đều vừa cho em luôn. Bán em này với giá 220 mã số là 611. Mã số là 611 cho em luôn.
xíu nhé mọi người nhá. Mọi người phải chờ rồi. Mọi người chị Nguyễn Ngọc ơi, tiểu thư các bác ơi, nhìn này. Em ơi nhìn như dạng tuyết hiện này, đẹp từ cái cúc này, từ cái viền này. 53-60 cân cho em. 53-60 cân đẹp tuyệt vời cho em các bác nhá. Em mặc S thì rộng rồi. 220 mã số là 433. 220 mã số là 433 cho em này. Họa tiết Mickey, chất len dày, nó cứ như là len hai lớp. Chị Khánh Hoa. Cứ như hai lớp nó dày lắm. 48 tổng độ 55 cân này. Đây này, em này không quá rộng. 48 tổng độ 55 cân, chất dày dặn vô cùng. 220 mã số là 714. Mã 714 cho em luôn này. Đây, dáng đuôi xòe to. 33 cho chị Only. 40 50 cân đều vừa. XS và S nhá. 40 50 cân len ép dày mịn. 150 mã số là 108. 150 chốt cho em. 108 ôi này, dáng kẻ nhà chưa ạ? 714 50 55 cân. 50 tổng độ 55 cân này. Bán em này 150 mã số là 257. Đây thấy chị Thu Trang Nguyễn nha. Mã số là 257 của chất dày chị ơi. Dày dã man chị này, đanh mịn em này, xe to rồi đây. Ai hỏi em 65 cân đâu rồi ạ? LXL lấy này, 55 đến 65 cân là vừa em này thoải mái cho em được nhá. LXL này, nhưng yêu phải cao cho em trên 1m56 cơ. Bán em này 150 mã số là 721. 150 mã số là 721 cho em luôn nhá. Màu tím đi ạ. Mà em màu tím này, em này nhìn rõ từng sợi lông cừu cho em luôn. 257 cho chị Hiền Phạm. Nhìn rõ từng sợi lông cừu em này không quá rộng này. SM 45 tổng cộng 55 cân. 45 đến 55 cân màu tím nhạt violet. 220 mã số là 458. 220 mã số là 458 cho em luôn chị ạ, chất này. 721 chị Huệ Hoàng. Búa phê lắm. ML 50 đến 60 cân. 50 đến 60 cân mặc vừa như em này. 150 mã 975. Mã số là 975 nhá. Tiếp theo cũng cầm cái nặng tay gãy tay mọi người ơi. 45 tầm có 50 cân thôi. Em này riêng này, riêng này là dáng chữ A mọi người nhá. Phần tùng rất là đẹp, nhưng mà chỉ size S thôi. 45 đến 50 cân, dáng hơi cặp cao này. Chất thì siêu dày chắc chắn. Lên hạt gạo cho em nhá. 150 mã số là 744. 150 mã số là 744. 108 cho chị Vũ Minh. Ai bảo em dáng màu kem đâu rồi ạ? Áo khoác màu kem nhá. Em này nó có họa tiết, nó hơi phồng mũi tiêu nhẹ. Đây, họa tiết phồng mũi tiêu này. ML 58 cho chị Vũ Thị Bích Hương. Dưới 65 cân thì đều vừa, em này được hết cho em luôn. 220 mã số là 724. 220 mã số là 724 là cũng có túi hai bên này. Em bảo rồi riêng cái dòng có túi nha các chị nhá. 744. Mặc đây thì trời ơi tiện vô cùng. 50 57 cân. 150 mã 310. 150 mã số là 310 này. Em này chân váy len pha dạ. Chân váy len pha dạ lấy ai ít lò đâu. Minh Quyên. 55 đến 65 cân mặc vừa em này, cái dòng nó có xẻ tá rất là dễ chịu, không bị trong cái việc mình đi lại nhá chị nhá, không bị khó chịu đâu. 55 đến 65 cân dáng mút chỉ cực kỳ là hợp là không sợ. 150 mã 718. Minh Quyên. 150 mã 718 cho em này, màu cam ơi. Trời ơi cái màu cam này không bị quá chói đâu. Chị Hà Giang. Cái màu cam này không hề quá chói nha. Minh Quyên có dấu có dấu ạ. À. Avatar là cái chữ chị vừa 390 lên chị lên vừa lên 390 rồi lại nhiều nhiều ý à chị không có nhiều không nhiều chị bây giờ áo còn từng ngày em phải lên sen kẽ cả hai chứ không thì em lên chân váy thì các lúc đấy là các chị phải chờ đúng không mà. Em cứ lên sen kẽ thôi chứ bây giờ em không còn áo mà lên nhiều nhiều ý. Thật sự nó rất là ít áo mọi người, mọi người nhìn không? Chính là chỉ có một dãy thôi mọi người ạ, à. Một dãy áo thôi đấy. Chân váy thì nó sẽ nhiều hơn một chút. Nên là em sẽ lên xem kẽ mọi người cả hai, mọi người lên được cả hai. 310 của chị Trang Dung. Rồi, đây này, 45 tầm tổng 50 cân mặc vừa em này nhá. Màu kiểu là không phải quá chóe mọi người nhá, màu cam đất. Bán em này 150 mã số là 710. 150 mã 710. 718 chất đũa xuông. 50 57 cân, 150 mã số là 731. 150 mã 731 này, màu xám đi ạ. Màu xám nhá, em bảo riêng cái màu xám là cái màu mà ai mặc được đẹp. 50 60 kg cân mặc vừa em này. Từ 50 maximum 65 cân này. Bán em này với giá là 150 mã số là 587. Mã nó cho bé đỏ em này đúng không? Bé đỏ này đúng không chị? Đây, đỏ đây. Chân váy đỏ đấy các chị nhá. Một em màu đỏ duy nhất thôi. 50 60 cân. Hoàng. 50 60 cân này, yêu cầu là cao cho em trên 1m58. Bán em này 150 mã số là 603. Mã số là 603 siêu dày cho em luôn, như cái chăn mọi người nó ấm lắm luôn mọi người. S, M, L kể cả XL và H lượng đều vừa như em này. Cứ dưới 70 cân là vừa. Trung Nguyễn 220 mã số là 712. Mã số là 712 dáng chữ A chị này, dáng chữ A nhá. ML 53 60 cân. 150 mã 543. 150 mã số là 543 giúp em này, là khác cái này. 603 chị nhìn nhá. Nguyễn Lê. Mặc dù màu đen rất là nét chị này. Chất là vô cùng nét cho em luôn mọi người, gọi là không một gì vết luôn. Em này nhá, phải tầm độ từ 45 tầm độ 50 55 cân. SM 45 55 cân có lên form nó đỉnh lắm mọi người ạ. Lên form siêu đỉnh này. 150 mã 733.
150 mã 733 cho em luôn, chân váy hơi gập đi nhẹ nha. Chân váy hơi phối lìa toàn thân cho em luôn đấy mọi người này. Chất len nó như mới, à không biết là tưởng hoàng mới không mọi người. 53 đến 63 cân mặc vừa em này. 53 đến 63 cân, 150 nhìn mới cứng. Mã số là 973 cho em. 150 mã số là 973 cho em luôn ạ. 733 cho chị Đỗ Hương. Chất này, ôi nó cứ là đanh mịn dày dặn cho em luôn. 40 50 cân đều vừa nhá, nhưng mà yêu cầu là cao cho em. Chuyển khoản cho đầu tiếp dừng cho Đỗ Hương. Yêu cầu là cao cho em trên 1m58. 40 50 cân. 40 50 cân đều vừa. Bán em này nhá, 150 mã số là 723. 150 mã số là 723 cho em luôn này. 973. Ờ chị Nga lên ơi. Các chị lưu ý cho em nhá, đây là hàng si nhá. Chỉ có một chiếc thôi. Bác nào đầu tiên thì ai được chốt? Ai được đọc tên này? 973 của chị Liên Phương. Ai được đọc tên thì vàng. Ai được đọc tên và được ghi bút của máy mình ghi mã nghĩa phải cả hai nhá. Thì mới được chốt tiếp nhá. À thì được chốt hàng các bác. Bùi Dương. Được kiểm hàng ạ, được kiểm hàng các bác. Được kiểm hàng các chị ơi. Đây chị này, em này chị này. Ôi màu đẹp thế. Bốn em này không quá to này, không quá rộng đấy các bác nhá. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân trời ơi, tay nó đẹp và giá cũng đẹp luôn, lên bạc hồng. 220. Mã số là 472. 220 mã 472 cho em luôn này. Mã 472. Đây chân váy tiếp chị ạ, chân váy dáng dài hẳn cho em luôn nhá. 48 tầm độ 52 cân. 472. 48 đến 52 cân này. 150 mã 644. 150 mã 644 dáng thể thao chị ơi. Dáng thể thao siêu khỏe. Hai chị Hương Dương. Hai bên chị này, hai bên mic kẻ sọc dọc nhá mọi người nhá. 45 tầm độ 53 cân. 45 tầm độ 53 cân của người em này. Bán em này 150 mã số là 475. Các chị lưu ý cho em này, bên em nhá, ai được đọc tên và ấy mức phải qua hai điều kiện thì mới được xuất hàng các chị nhá. Không phải xuất hàng đâu. Hàng si chỉ có một chiếc, mọi người bên hàng si mà chỉ có một chiếc đầu tiên thôi. Ai được đọc tên vẫn xuất, ai mức phải máy thì mới là được xuất được nhá mọi người nhá. Tiếp theo chị này, màu đen cho em luôn. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. Mấy cái chốt thì tức là chị cứ chốt được các bạn đó chị nhá. Chứ bây giờ bên em là chỉ cùng lắm là đến ngày thứ hai sẽ chốt mọi người thôi. Nếu mà hôm nào có nhiều đơn lắm á thì là ngày thứ hai cho mọi người nhá. Chứ không đến mấy ngày tức là chị không chốt được hàng đâu. 45 tầm độ 53 cân ạ. 45 tầm độ 52 53 cân. Bán em này 150 mã số là 751. 150 mã số là 751 cho em luôn chị nhá. Mã 751 này. Họa tiết kiểu gu xì cho em luôn chị ơi. Họa tiết kiểu gu xì. Đây, 40 50 cân trời ơi mặc vừa in. 40 50 cân nhá mọi người nhá. 751 chị Nguyên Mẹ. 40 50 cân này mặc vừa in. Bán em này với giá là 220 mã số là 542. Đúng rồi, khi nào thôi khi nào mà mình phải được đọc tên và được inbox mới được nhá, bên phải tranh nhau mọi người ơi. Chỉ có một chiếc đầu tiên thôi nên bác làm nhanh nhất thì được nhá mọi người nhá. Không phải được đâu. Vì cái giá của nó rất là nhỏ ấy. Nên là các bác phải tranh nhau không có nhiều ấy. Tiếp theo này bạn thường cho em luôn này. Bạn thường cho em luôn ML nhá, 50 ui đẹp thế. 50 60 cân màu kem. 50 60 cân màu kem này. Bán em này có chỉ với giá là 220.000 mã số là 726. Mã số là 726 giúp em. 526 này chất đũa lắm chị này, đẹp xỉu. ML 53 60 cân. 53 60 cân. 726. 150 mã số là 225. 150 mã số là 225 giúp em. Ui, mối thế. Mối cho các chị này, đỉnh cúc này. Mối đã bàn. 726. 50 tầm 57 cân. Cúc nhỏ cúc thẳng em là cúc lệch luôn. Đó. 50 57 cân, len ép lông cừu dày bịch. 50 57 cân, 150 mã số là 435. 150 mã số là 435 giúp em này. Đúa tiếp này. Em này size to rồi. LXL 55 đến 65 cân nhá. Dáng dài đến qua bụng chân. À, đúng rồi, 150 mã số là 134. 435. 150 mã số là 225 chị Ngọc Phạm. Mã số là 134 cho em các chị nhá. Đây, tiếp theo này. Đây chị nhìn này. Đó, áo này xinh chưa? Áo này họa tiết xinh đã đẹp luôn. Cái này không quá rộng đâu. Không quá rộng nhá. 45 tầm độ 53 quay đầu. 45 đến 53 cân thôi ạ. 220 mã số là 112. 220 mã số là 112 giúp em luôn này. Không phải màu đen nhá. Cái em này bên ngoài á nó là cái màu kiểu hơi gọi than chì muối tiêu chứ không phải màu đen xì đâu ạ. 45 tầm độ 53 cân. 45 đến 53 cân mặc vừa em này muối tiêu này. 150 mã số là 219.
150, mã số là 219 giúp em luôn. Trời ơi, xinh xỉu các bác ơi. Chân 7 đuôi cá luôn này. Chân 7 đuôi cá luôn các bác. 40, 50 cân. XS và S thôi. 40 đến 50 cân mặc với những em này cho em luôn nhá. 150.000 thôi ạ. Mã số là 585, chất dày và lì mịn. Mã số là 585 giúp em các chị nhá. Mã 585 này, em này hai lớp rồi. Em này nhá, chính xác cái kiểu là mua một được hai. Mọi người mặc cái mặt nào ok cho em chị này. Đây, mặc hai mặt được luôn. M, L, X, L, 2, L. Cứ dưới 70 cân mặc vừa như em này. 220, mã số là 553. 220, mã số là 553. Đây các chị này. Chân váy này là len pha dạ. Chân váy len pha dạ 40, 50 cân nhá. 150, mã 552. 219 chị Thanh Hảo. Mã 552 cho em chị này. Mã 552 cho em luôn. Mix họa tiết nhá các chị nha. Họa tiết này. 50-60 cân mặc vừa như em này. 50-60 cân. Chị Hoàng Kim Ngân. Tức là ML đấy ạ. 50-60 cân. 220 mã 646. 220 mã số là 646 này. Họa tiết kẻ mà rồi riêng kẻ và chân đi. 553 chị thì mọi người đều nên lấy hết mọi người nhá. Em nào cũng đẹp hết ạ. Thoải mái SML đều xinh. SML đều xinh nhưng nó không bị quá rộng cho em đâu mọi người. Bán em này 150. Mã số là 515. 646. Chị Hồng. Đây, 552, 646. Dáng chữ A cho em các chị này, đẹp chưa? 50, 57 cân, vừa phải, không quá to, không quá nhỏ. 50, 57 cân, 150. Mới bao địa chỉ để cho tiếp ạ. Mã 546. 515. Mã 514 của chấm bi các bạn ơi, bảo rồi chấm bi thì nên lấy cho em đúng không ạ? 53, 57 cân cho em ạ, dáng bút chì nhá. 53, 57 cân này, nó có sẻ tà. Phương Nguyễn Lan. Chất lên ép dày bịch, bán em này 150, mã số là 730. 150, mã 730. Một em màu hồng các chị ạ. Một em màu hồng. Cái hồng này thì khá là kén da nhé mọi người nha. Bác nào mặc trắng là lấy em này được. 45 đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân cho em thôi. Chuẩn S thôi nha. Eo dưới 70 thôi. 150 mã số là 586. 150 mã số là 586 cho em này. Chắc đũa size to. L, XL có mít túi cho em nha. Em này có chị được điện thoại hay là được thẻ hay là tiền lẻ. Em phạm mà chưa được nhiều nên chuyển khoản cho tiếp ạ. Hoặc là một cái cây son rất là tiện nhé mọi người nhá. 50 tầm khoảng tầm độ à không tầm độ từ 55 đến 65 cân là ok. LXL 55 đến 65 cân nhưng mà yêu cầu là phải cao cho em trên 1m58. 150 mã số là 760. 150 mã số là 760 giúp em luôn này. Này, áo này, Mickey này. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân em này size nhỏ. Ô mọi người đấy ạ. À 760. 200.000 mã 132. 200.000 mã số là 132 cho em luôn này. Mã số là 132 trời ơi. Không đẹp hơi phí cho em luôn. Em này ạ, à, SML. Cứ dưới 60 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. Nhưng mà không quá rộng, chất dày dặn lắm. Lét lông cừu luôn. 220, mã số là 507. 760 cho chị Lê Hường. Mã 207 cho em luôn chị này. Đây, chị 207 này. Em này này, ML 50, 57 cân. 50, 57 cân dáng chữ A. 150, mã 738. 150, mã 738 cho em. Chữ A tiếp một mà sóng đũa nhỏ này. Sóng đũa nhỏ, em này M và L gọn, 53, 60 cân. 53, 60 cân cho em nhé, dấu bụng thì siêu tốt cho em, treo bụng siêu tốt. 107, chị Thoa Bùi. 150, mã 707. 27 đó. 207. 150, mã số là... Còn mã nó mới đọc ý. Mã số là 707. Mã 707. Trung Bộ, còn S, M, L, X, L, dưới 65 cân của em này. 220, mã số là 622. 220, mã 622 cho em luôn. 507, 707 thôi. Tiếp mà 27 chốt rồi. Em này tiếp này, 40 đến 50 cân. 40 đến 50 cân. 207 giúp chị. Đấy, thử là cho mình người lại. 207 chị Thiện Hoàng. 207 người ta cũng chốt mà. 207 có nhưng mà đã chốt chưa rồi. Xem. Chưa. 40, 50 cân. 207 chị Nguyễn Thị Thu Thủy. 40, 50 cân mặc vừa em này cho em luôn nhá. Bán em này chị này, chỉ với giá bán này với giá 150 này, chốt cho em mã số là 708. Mã số là 708 cho em nhé mọi người nhá. Ôi chị ơi, len này là len sợi dẹt. Len sợi dẹt cho em chị nhá. Len một em sợi dẹt đỉnh cao cho em luôn chị này. Len sợi dẹt này. SML đều ok, eo nhỏ khăn đó mọi người. SML đều ok cho em luôn này. 220 mã số là 457. Mã số là 457 cho em luôn nhá. Mã 457 này. Đây ạ. Chân váy này là chân váy len ép lông chồn. 45 tầm độ 53 cân. 150 mã số là 717.
Map 717 cho em luôn này. Map 717 giúp em nhá. Mấy đứa trang trên bên trang. Chất phê này các bác ơi. 717. Các bác lưu ý cho em nhá. Là kể cả là phát len luôn á. Nếu mà dài ra mình sắn tay lên cho em là ok nhá. Đây này, sắn này rất là ok này. Nó rất là đẹp luôn á. Em này theo em nhá, mặc cái kiểu này SM thôi. 45 tổng độ 55 cân thôi. 45 đến 55 cân này. Bán em này thì giá là 220, mã số là 752. 220, mã số là 752 cho em. Điểm đếm nha. M, L, 53, 60 cân. 53, 60 cân mặc với em này này. 53 đến 60 cân đều với em này. 150, mã số là 439. 150, mã số là 439 cho em luôn này. Cái vàng chỉ khoảng 1 triệu đấy, chơi tiếp ạ. 439, 752. 752, chị Nguyễn Hằng. Chất nó phê quá rồi. Chất nó mê thật sự các bác, chất nó xuống cái này cơ mà. Màu nó đẹp nha mọi người nhá, cái màu rất là hay luôn. Em này ạ, à, SM 49. 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 743. 200.000 mã số là 743. Cũng là chấm bi nhưng nó là màu nâu các chị nhá. Nó là nâu đen chứ nó không phải là màu đen đâu ạ. Hơi nâu đen này. Chất lên đẹp siêu dày. 55 đến 60 cân tức là eo từ 72 76 ạ. 55 đến 60 cân này, bán lên này 150 mã số là 559. 150 mã số là 559 này. Trời ơi chất phê chưa? SML đều vừa. SML đều vừa này, 150 mã số là 452. 150 mã số là 452 cho các chị nha. À, 452 đủ dáng chơi chữ A. Dáng xòe chữ A 45 tổng độ 52 53 cân. 45 tổng độ 52 53 cân dáng chữ A rất là dễ phối đồ nhá. 150 mã 653. 452. 150 mã 653 là chị là chất dày thế nhỉ? Size M. Em này nặng hàng 2 cân luôn 1 cân mọi người ạ. 50 60 cân đều vừa. 50 60 cân nha các chị nhá. Màu đen. 220 mã số là 509. 220 mã 509 này. Chân váy màu đi ạ. Chân váy màu này, 40 50 cân. 40 50 cân dáng xòe chữ A hoặc là kèm nhá. 150 mã 404. 150 mã 404 giúp em này, chân váy màu đen đuôi cá. Chân váy đen là còn đuôi cá, có chất đũa. 53 60 cân. 53 60 cân 150 mã 645. 653 509. Mã 645 họ chất gu xì chị này. 653 chị đặng thì kim anh. Dạ, tiết gu xì và còn màu đỏ thì rất là hiếm mọi người nhá. Em này 40 50 cân thôi. Đây chị này. Quả wow, em này không quá to nhé mọi người nhá. 40 50 cân là mặc vừa các chị ạ, như em tầm như em là ok. 40 50 cân này, 200.000 mã số là 232. 200.000 mã số là 232 cho em. Màu hồng đi ạ. Hồng chắc vẫn như váy màu hồng cũng chẳng em nào nữa rồi. Chân váy chất đũa đấy chị này. Này, đũa này. S thôi. 615. 45 đến 50 cân. 45 ít chốt luôn đi. 45 đến 50 cân, 150 mã số là 493. Ui. Mã 493. Để em đứng dậy nhắc em nhá. 232. Đẹp dã man các chị ơi, đẹp lắm mọi người. Em này đây ạ, thoải mái. Ui mày size to hẳn các bác nhá. Kể 232, cả chị nào cũng sửa nhận vừa. Cứ thoải mái dưới 70 cân là vừa những em này cho em được luôn. Kể cả những em mặc cũng rất là ok. Dưới 70 cân là vừa những em này này. 220.000 mã số là 522. Mã số là 522 cho em chị nhá. 522 chị Anh Hoàng. Những áo đâu mà chân váy có thích gucci cho em luôn, đỉnh cao chưa ạ? Size L nhá, giá nó không quá dày đâu, nhẹ nhàng thôi. 55 đến 60 62 cân. 150 mã số là 308. 150 mã số là 308 cho em có thể này, dáng chữ A. 40 50 cân ạ. 40 50 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 642. 150 mã số là 642 cho em luôn này. Đây, hai tay phối bò nhá. Hai tay phối bò này. 45 tổng độ 55 cân. 322 308. 45 tầm độ 55 cân này. 220 mã số là 569. 220 mã số là 569 cho em luôn nhá. Màu vàng nhá. Lên một em màu vàng 40 50 cân. 308 cho chị Minh Trang Nguyễn. 40 50 cân này chị này, em ơi tiểu thư các bạn xem sợi dệt nhá. Em này ôm một người đấy. 220 mã số là 629 size nhỏ đấy ạ. Mã 629 mã size nhỏ nhanh tay giúp em nhá. 642 màu đen tiếp này. Em này phải cao hẳn, thích dài. Yêu cầu là cao cho em trên 1m58 hoặc là 1m6 thì càng tốt. Và phải thích dáng dài cơ ạ. 40, 50 cân càng tốt các chị ơi. 150.000 mã số là 605. Người càng nhỏ càng cao càng xinh. Mã số là 605. 629. Màu trắng kem. 29 chị dân béo. Cái em này nhá mọi người nhá. Lên hạt gạo.
hạt gạo hết 100%, 40-50 cân. Đây, 40-50 cân cho em nhá. 220.000, mã số là 608. 605. Mã 608, 220.000, mã 608 này. Chất đua cho em, có thể làm chất đua đang xoay cho A. 53-60 cân. 53-60 cân này. Bán em này 150, mã số là 376. 150, 376. Trời ơi, hàng Atomic. Hàng hiệu của Atomic cho em các chị nhá. Những em này hàng châu Âu rồi, mình nghĩ nhiều rồi. Lúc nào cái form của nó hàng châu Âu nó sẽ to hơn mình. S, M, L, XL, 2XL đều vừa cho em luôn này. 220, mã 549. Hàng châu Âu nhá, mã 549, 220. Họa tiết đơn giản thôi, cực kỳ chất lượng luôn. Chất len nó dày mà nó kiểu nó đanh ấy mọi người. Chất nó đanh, nó mịn nhá. 40-50 cân này. 40-50 cân một người như em này ạ. 40-50 cân, ô mọi người nhẹ nhàng. Họa tiết kiểu gu xì ở dưới. 200.000, mã 769. 200.000, mã số là 769 cho em. Riêng chân váy thì chân váy đen là chị phải quất. Vì sao? Cái sản chân váy hay là nhảy áo bộ đen luôn. Mình phối đồ chị lan tạ thủy. Rất là dễ phối. 53-60 cân. 53-60 cân ạ. Chất dày lắm chị ơi. Phải nặng hàng cân luôn á. 150.000, mã số là 630 này. Mà em không biết là mọi người, các chị nào mà bảo là ui ngắn là còn size nhỏ thì em chịu rồi. Cái áo này đa số là dáng ông có size nhá. Ngắn đến eo có size nhỏ thì em chịu thôi, các chị phải tự xem thôi chứ còn em không thể làm tìm được người được. Vì đa số form nó không to mà. 769, 630. M45 tầm độ 55 cân này. Kiểu là bạn thường cho em 45-55 cân màu cam nhạt. Bán em này cho các chị với giá là 220, mã số là 612. 630 chị Minh Quyên. Mã 612 cho em luôn nhá. Màu nâu. Này ôi. Em có thấy có biết đồ hàng mới không ạ? Mới lắm. 40-50 cân chất đuộng của mình cũng là mới. Mới kính con luôn. Bán em này 150. Mã số 2. Là 479. Mã 479 nhá. Em có biết nó rất xinh. 612. Em kiểu như vậy nhá. Vừa dày, vừa đẹp, còn vừa xinh. Tổ gì muốn mua đúng không mọi người? Em này này. Đỏ xong em sẽ lên dần nhưng em thích lên thì em lên. Mọi người phải gần em rồi em lên. Còn tầng sau em sẽ lên sau. Em này ạ, M, L, XL. Dưới 65 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. 220, mã số là 617. Mã số là 617 cho em luôn đi nhá. Đây này, ôi chất đũa này. 45 tầm độ 55 cân. 45-55 cân nhá mọi người nhá. 150, mã 138. Chất đũa, mã số là 138 cho em. Kẻ như thế này, đây, đen đỏ. Đen đỏ là hai cái màu ạ nhỉ? Hai cái màu gọi là cực kỳ quyến rũ và rất là dễ phối. 45 tầm độ 55 cân, đẹp chưa ạ? Không quá rộng. 45-55 cân chắc rất là chắc tay mọi người nhá. Là rất là chắc chắn này, chất mềm dày. 220, mã số là 495. 220, mã số là 495 cho em luôn này. Này đẹp này. Em chân váy đẹp chị này. Đây, dáng xoay chữ A. 45 tầm độ 55 cân màu kem. 45-55 cân, 150, mã số là 579. Mã 579 màu vàng. Em luôn khuyên mọi người nhá, là lên lấy màu vàng chanh và màu đỏ tươi hoặc là đỏ mận, bởi vì cái màu đó thì rất là dễ phối đồ. Thứ hai nó nổi bật. 38 chị. Nhưng nó lại không bị quá chóe. Lan Tạ Thủy. 45 tầm độ 55 cân. Mới chuyển khoản thì cho tiếp dừng Lan Tạ Thủy. 495. 45-55 cân này, 220, mã số là 845. Mã số là 845 cho em luôn này. Màu này màu than, à, kiểu gọi là gì? 579. Màu của than chì. 495. Dập ly hết cho em này. Dập ly hết cho em. Dập ly 100% nhá. Cả trước cả sau dập ly hết 100%. 53-64 thì là khách mới inbox luôn, số điện thoại, địa chỉ và phần tin nhắn. Em này nhá, 53-63 cân mặc vừa như em này. 150. 495845. Mã số là 720 này. Khách mới ơi, khách cho em đầy đủ thông tin về số địa chỉ bên em ấy cho mọi người nhá. Thì cho em là cho đầy đủ thông tin luôn nhá các bác. 495845. 495 đó chị Nguyễn Mai không giấu. Kẻ quả chám đi ạ. Kẻ quả chám cho em luôn này. 40-50 cân của những này. À? Cái màu em sao mà sáng da mà tông da thế. Vi Thị Vương. Em này 200.000 mã số là 704. 200.000 mã 704 cho em luôn này, nâu đậm đấy. Nâu kiểu nâu, nâu vỏ gỗ, nâu đất mọi người. 53-57 cân. 53-57 cân chất len siêu dày và nặng. 150 mã 747. 150 mã 747 cho em nhiều mọi người nhá. Em này tiếp này dáng xòe chữ A. Chân váy của nó giống như là cái hoa la kèn mọi người. Hơi ở dưới hơi nhỏ và ở trên nó hơi chu ở dưới nó xòe to ra cho em các chị nhá. Em này ạ, 40-50 cân. Len hạt gạo hết cả bộ. 747. Hạt gạo hết cả bộ cả trước cả sau cho em luôn. Chân váy thì nó hơi cắt áo một chút nhẹ nhá. Chị Quỳnh Lê Thị. 40-50 cân này, 40-50 cân mặc vừa em này, 150 mã số là 992, mã số là 992 này, xanh đẹp. Ai hỏi xanh thì lấy này, xanh nhá mọi người nhá, 40-50 cân, đây, không quá dài, không quá ngắn,
7 50 màu đen là cái chị này, màu đen nha. L 53 57 cân. 53 57 maximum 60 cân này, hơi muối tiêu nhẹ. 150 mã số là 533. 150 em này thật sự đúng là kiểu gu của em, các chị em thích những cái màu kiểu như vậy. Em có chị Ngọc Bích. Cái màu là xinh vô cùng luôn này. S, M, L, XL đều vừa. Nghĩa là ai cũng vừa mà chất thì nó mềm mà xốp. Chất khỏi mét chất nó rất là xốp luôn. 220 mã số là 652, chất rất là xốp nhá. Mã 652 này, màu xanh tiếp cho em này. 45 tổng độ 53 cân. 45 tổng độ 53 cân này, chất đanh dày. 220 mã số là 478. 220 mã số là 478 cho em. 50 khoảng tổng độ 57 cân. 50 57 cân mặc vừa như em này. Bán em này ở 150 mã số là 595. 150 chốt cho em mã số là 595. Em này nhá, 40 50 cân. Ôm mọi người vậy này. 40 50 cân thôi. Chị biết làm chuyển khoản là chốt tiếp ạ. Phát nhẹ nhẹ kiểu elegant này. 40 50 cân. 200.000 mã số là 656. Đẹp chưa, tay mắt đầy đủ. 533 chị Nguyễn Bình. Mã 656 cho em nhá. 478. Em này theo em này, cho các cô, các chị, các mẹ là ok luôn. 53 60 cân. À không, 53 63 cân cho các cô các mẹ. 53 63 cho các cô các mẹ nhá. Và yêu cầu là các mẹ thích dáng dài cơ, phải cao cho em trên 1m58. Thì sẽ rất là đẹp. Bởi vì họ ở dưới người thấy người lớn họ thấy một cái kiểu dáng dài. 55 chị Xuân Hương. Em này nhá, 50 Xuân 53. Xuân Hương mới inbox luôn, số điện thoại địa chỉ ở phần tin nhắn. 53 63 cân đều vừa cho các cô các mẹ nhá. 150 mã 532. 150 mã số là 532 cho em luôn chị này. Mã 532 này. Đây, chất đẹp chưa? Chất dày mid gân. 50 khoảng tầm độ 55 cân. 50 55 cân nhá, giá chữ A nhẹ này. 150 mã 476. 150 mã 476 cho em. Màu hơi cam sữa mọi người ạ. Hơi màu cam sữa, 40 50 cân này. 40 50 cân mặc vừa như em này, dáng đến đúng eo của em luôn. 220 mã số là 705. 656 chị Như Hương lên. Mã 705. Nào, vạn thường này. 532 ạ. Vạn thường hết 100%. Đây. Vạn thường hết 100%. Đây chị Lê nha. 40 50 cân đánh cho em. Lê nha, mau mua địa chỉ. 40 50 cân này. 220 mã số là 627. 220 mã số là 627 cho em luôn. Quá đẹp của các bạn ạ. Đây, mix màu đi ạ. Mà em mix màu nhá. Cái em này nó hơi hơi kiểu màu muối tiêu mọi người. Nhưng em này chất rất là dày. Nhưng mà cái form của nó thì lại không quá to đây mọi người nhá. Nhìn kiểu như vậy nhưng form không quá to. 50 tầm độ 55 cân là ok. Không, 48 55 cân là ok. 627. 48 đến 55 cân là cực kỳ ok này. Họa tiết muối tiêu. 220.000 chất siêu dày và số là 763. Mã 763 cho em. 627 705. 627 chị Ngọc Nghĩa này. Màu kem đi ạ. Hạt gạo. 705 chị Hoa Trạng Nguyên. Đây hạt gạo nhá, thoải mái. Chị Hoa Trạng Nguyên là khách mới, chuyển khoản là trước tiếp chị ơi. 45 đến tầm độ 55 cân đều ok. 45 đến 55 cân đều ok cho em luôn. Dáng xòe chữ A. 150 mã số là 768. 150 mã 768 cũng màu đẹp. Cái màu này quá đẹp luôn. L, XL đây ạ. 53 63 cân mặc vừa em này. 53 63 cân nhá. Dày lắm rồi. 763 cho chị Khuất Lưu. Em không nhầm cái len này, len 2 lớp mọi người. Đúng rồi, nó còn len 2 lớp nữa cơ, nó đỉnh cao lắm nha các chị ơi. Em này 150 mã 572. 150 mã số là 572 cho em luôn. 572 này. Mix màu kiểu họa tiết của da báo này. 768 chị Hoàng Thị Kim Ngân. Màu sáng nhẹ. Hoàng Thị Kim Ngân với bao nhiêu địa chỉ? Đó, 572. Thôi phải có tiền á. Thôi phải chốt chưa? Em này ạ. Chốt rồi chị ơi, chốt rồi nhá. 60 khoảng từ 50 52 là 60 cân mặc vừa em này. 50 60 cân này. Bán em này với giá là 200.000 mã số là 523. 200.000 là mã số là 523 cho em luôn, là cho máy đen đi ạ. Ui đẹp thế. S M L đều vừa, xòe to. S M L đều ok, 150 chốt cho em mã 600. Mã số 600 cho em luôn này. 572 523. Năm bảy hai chị Ngọc Phạm không xấu này. 50 57 cân. 50 57 cân nhá, họa tiết kẻo kẻ quả chám cho em luôn này. 523 600. Bán em này 220 mã số là 453. Mã 683 chân mày đen rồi, chân mày đen là tính cúc rồi. Ôi 45 50 cân. 45 tầm độ 50 52 cân này. 150 mã 624 quá đẹp. 150 mã 624 mềm.
Đây. Màu xinh chưa? Màu đẹp chưa này? M, L, X, L, 2, X, L đều vừa em này. Ô và sai rồi. 200.000, mã số là 771, màu nổi. Mã số là 771. Em này đẹp. 123, 624. Màu hồng ruốc cho em luôn này. Màu hồng ruốc cho em. Hồng ruốc này. Em này 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. Bán em này 150 đẹp dã man luôn. Mã số là 590. Mã 590 cho em. Mã 590 cho em nha. Đây tiếp theo chị này. Em tiếp theo này. Em này mix họa tiết cho em. Mix họa tiết cho em luôn. Ôi ôi. Đẹp chưa? 624 cho chị Phương Nguyễn. SML đều vừa. 77. Dưới 60 cân. Phương Nguyễn chuyển khoản rồi cho tiếp. Dưới 60 cân là vừa những em này nhá. Bán em này các chị chỉ với giá là 220, mã số là 471. 771590. 220. Chốt cho em mã số là 471. 590 chị Tâm Đỗ Thị. Em này đỉnh các bác này, em này ai bằng nhá. Đỉnh cao dã man cho em luôn, đẹp dã man luôn. Mà sẽ tán cạnh nhá, nhưng không bị lộ chân đâu. Không hề lộ chân luôn. 48 đến 55 cân. 48 nhưng không hề lộ chân chút nào nhá. Màu thì đẹp. Màu của nó này thì màu nâu cam rất là đẹp rồi. Bán em này với giá, bán em này giá 150, mã số là 504. Mã số là 504 cho em luôn này. 471 cho chị Xuân Hùng. Rồi. Chân váy màu đỏ đấy thì hết rồi bỏ rồi. Chân váy màu đỏ tươi là hết sạch rồi nhá. Chân váy đỏ tươi em này cuối cùng rồi này. Chân váy đỏ tươi, M và L nhỏ, 53-57 cân. 53-57 cân cho em này. 150 mã 599 hạt gạo cho em nhá. Mã 599 này các bạn tiết cho em đi. Áo họa tiết S, M, L, XL đều vừa. Dáng nhẹ nhàng kiểu hơi phối giọng tích một chút nhẹ. 200.000 chốt cho em mã 745. 599. 200.000 mã số là 745 này. Em này thì dày thôi rồi luôn. Em này còn nặng hàng 2 cân luôn mọi người. Mặc dù tem mác nó ghi là S thôi nhá mọi người nhá. Em này theo em mọi người ơi, S, M vẫn đều vừa. 45 đến 55 cân đều ok. Là còn tay chuông quá. 745. Là còn tay chuông. Bán em này các chị với giá là 220, mã số là 757. 220 mã 757. Trời ơi cái màu này này. Dập đi toàn bộ. Dập đi hết toàn bộ M, L, XL. Dưới không em này nhá, kể cả chị nào dưới 70 cân. 45. Thoải mái từ 50 maximum 70 75 cũng vừa cho em thoải mái luôn mà cái màu nó 7, quá 5, đẹp. 7. Màu siêu đỉnh luôn mọi người. Em này các chị này, bán em này các chị với 7, giá. Em này luôn Trang Phương. Bán chị luôn em này với giá là 150, mã số là 716. Mã 716 này đây rồi. 716. Bác nào em rồi, đây là khỏi màu kem em đâu rồi, nhanh tay cho em nhá. Đó, 45 tầm 155 cân. 45 đến 55 cân màu kem. Bán em này em chị chỉ với giá là 220, mã số là 577. 200 chất siêu dày nhá. Mã 577 cho em. Ui màu này. Xám lông chuột này mê lắm chị ơi. 53-57 cân. 53-57 cân yêu cầu có trên 1m58. 150 mã 226 lên ép dày bịch. 577. Mã số là 226 cho em này. Ôi tiếp. 45 đến 50 cân. Đây, này tiếp này. 45 đến 50 cân mặc vừa như em này. 45 đến 50 cân nhá. Bán em này các chị chỉ với giá là 220, mã số em bẩn tay này, bẩn tay fix luôn các chị nhá. Có bán em này các chị với giá là 150.000 fix luôn bẩn tay. Mã số là 576 chị về bò hết mà. Về dập hết mọi người nhá. Mã số là 576 fix bẩn tay này. Mã 576 cho em màu nâu đi ạ. Màu nâu nhá, ủa đáng chị A. 50 60 cân. 50 60 cân này, bán em này với giá là 150, mã số là 517. 150 mã số là 5227 luôn này. Ôi chất này. Sao mà nó dày mà đẹp thế? L XL 55 đến 65 cân. 576. 55 đến 65 cân quá đẹp luôn nhá. Bán em này chỉ với giá là 220, mã số là 531. 226 ạ. Em đen tiếp chị này. Ủa, đen này hơi xoáy chữ A. Thì Phương Nguyễn chuyển khoản này cho tiếp đi chị ơi. Đen hơi xoáy chữ A này. 40 50 cân. 40 50 cân xoáy chữ A nha. Chất giấy đẹp lắm. 150 mã 498. 150 mã 498 nhưng tay không còn là không còn nhiều. 531. Đẹp chưa? Size bò nhá, 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân màu xanh tím than cho em bạn biết này. 200.000 mã 418. 200.000 mã số là 418 rồi. Trắng tinh như là bạch tuyết rồi. 49 như là bạch tuyết. 40-50 cân. 40-50 cân nha. 150 mã số là 564. 150 mã số tôi đẹp. Kiểu dáng này. Cái dáng này cái gì em đang thích thì mọi người này. Mọi thích kiểu này rất là đẹp. Cái màu nhã nhặn nha mọi người. Màu rất là nền nã nhã nhặn này. Và chất lượng mình nghĩ nhiều. Nó siêu dày luôn. Phải nặng đến 2 cân luôn. 564. Đây này. Đó. Em lại tiếp này. M, L, X, L. Dưới 65 cân là đều vừa em này cho em được hết. 220 thôi, mã số là 706. Mà mới phải tầm 800, 700-800 mọi người. Bé đã phải tầm độ 5-600 rồi.
Mã số là 706 cho em luôn này. Mã 706 cho em luôn. Đây tiếp theo nha, màu vàng. Một em màu vàng cho em luôn này. Rồi mà chậm đi, giờ 590 vậy. Rồi tiếp này, SML. Cứ dưới 60 cân mặc vừa em này. Dưới 60 cân nhá. 706 chị Nguyễn Hải. Bán em này chị này chỉ với giá 200.000, mã 647. Mã số là 647, 200.000 cho em luôn này. Đây, ui, len pha dạ. Len pha dạ cặp bán chun nha các bác ơi. 45 tầm 153 cân. 45 đến 53 cân len pha dạ này, 150 mã 183. 150 mã 183 cho em luôn nhá. 647. 50 57 cân. 50 57 cân cho em luôn này. Bán em này 150 mã số là 588. 588. 588. Áo này 40-50 cân. 40-50 cân cho em. 40-50 cân cho đây là em size nhỏ. Họa tiết cho em nó rất là nét này. 200.000 mã số là 734. 200.000 mã 734 cho em luôn ạ. Họa tiết kiểu quả chám cho em nhá. Kiểu quả chám mà chất dày dặn cho em luôn. 183 chị Nguyễn Mai. 40-50 cân. 40-50 cân này mix màu này. 200.000 mã 279. 588 734 279 cho em này. Đây ạ. 45 tầm độ 53. Ừ, 45 tầm độ 55 cân luôn ý. 45 đến 55 cân này chân thành đen. 73 chị Đinh Minh Hải Đinh. 150 mã số là 631. 250 mã 631. Không đẹp hơi phí này, ép dày bịch các chị ơi. Len ép siêu dày MLXL. Dưới 65 cân đều vừa. Dưới 65 cân cho em nha. Bán em này các chị chỉ với giá là 279 631. 220.000 mã số là 558. 220.000 mã số là 558. Đỏ bận đi mọi người. Em bảo rồi, riêng đỏ thì các chị lấy cho em. Riêng đỏ thì đỏ gì cũng lấy cho em luôn. Quá đẹp. 50 tầm độ 55 cân thôi ạ. Túi hôm trước là sẻ tá chất rất đặc biệt. 50 55 cân. 150 mã 241. 150 mã số là 231 chị Huệ Hoàng. 558. Kẻ quả chám phải có mix hai màu đen trắng, hai màu trung tính cơ bản nữa. Nên rất là dễ phối, mình mặc cái gì cũng được ạ. SML nhưng mà không quá rộng cho em nhá. 220 mã số là 190. 220 chất dày dã man tanh. 558 số là 190. Màu muối tiêu đi ạ. Lên một em màu muối tiêu cho em luôn. 50 60 cân mặc vừa em này. 558 chị Vân Hòa. 50 60 cân ôi chất dày thế. Mà còn mịn màu béo luôn, nó mịn lắm. Lép lông cừu rõ thực sợ lông cừu luôn. 50 60 cân. 220 mã số là 725. Mã 725 cho em này. Đây. Đẹp thế. 45 tầm độ 53 54 cân. 45 tầm độ 52 53 54 cân mặc vừa nhà em này cho em được này. 150 mã 597. 725. 150 mã 597 cho em. Đây rồi. Em này hơi hơi một chút xíu, nó giống như kiểu là da báo mọi người nhá, da beo mọi người. MLXL. MLXL dưới 65 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. 220 mã số là 746. 220 chốt cho em mã 746 cho em luôn. Màu nâu chị này. Cái màu nâu này. ML và XL dưới 65 cân là đều ok nhá. Bán em này 97 476. 150 mã số là 447. 150 447 cũng đẹp chưa? À em ơi. Đẹp thế nhở? Xuất sắc các bác ơi, nhìn này. Đó. MLXL. MLXL bao nhiêu đấy? Chân váy đỏ chị lấy, chị lên mã 241 đi chị ơi. 241 chị ơi, em này MLXL giống kiểu họa tiết giống kiểu Gucci nhỉ. 200.000 mã số là 727. 200.000 mã 727 cho em luôn. 727 này. Đây. 746 chị Huệ Hoàng. Cái nâu này của nó là nâu đậm nhưng mà nâu kiểu gần gần như nâu đắt rồi đấy. 40-50 cân. 447 chị Lan Vũ. Chị chốt mã cho em xem, béo chị chưa ai chốt cho chị nhá. 40-50 cân. 40-50 cân này. Em này 150 mã 235. 150 mã 235 cho em luôn này. Ôi chất dày thế. Đâu em này như cái chăn này ấm thế này thì sao mà có thể gió mùa nó chui qua được đúng không mọi người. 50-60 cân. 50-60 cân này họa tiết đơn giản rất là nhẹ nhàng. 220 mã số là 521. Chị rắn béo. Mã số là 521 cho em luôn này. Màu rất là xinh này đây ạ. Ai cần cái dáng ngắn ngắn nhỏ nhỏ đấy em này. 40-50 cân thôi. 40-50 cân. 727-23. 40-50 cân này. 200.000 mã số là 550. Màu rất là nhã luôn. Mã số là 550. 235 có. Có. Đây. Đây. Tiếp theo này. 40-50 cân. 235-727-521. 40-50 cân mặc vừa em này. 40-50 cân nhá. Màu kem dáng đến đúng đầu gối cho em luôn này. 235 chị Công Thành. Em này em chị nhá. 150 mã số là 328. 521 chị Hương Trầm. Đây rồi. Ai hỏi đỏ này, cái đỏ tiếp đây này, cái này chân bay đỏ tiếp nhá. SM 45 tầm độ 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân thôi chứ đẹp lắm. 328 550. 550. 350. Từ từ nhập à.
gì hương trầm gì 521 hương trầm này. Vâng. Gì nữa? 2350 thành xong rồi. Bây giờ còn 550 1328 anh đọc. 550 chị Ngô Huệ Huyên. 328. Này. 50 57 con cho em nhá. 150 con số là 443. Một đó. Chị 328 chị Hạnh Nguyễn không giấu. Đẹp chưa? 40-50 cân này. Vừa in đấy. 40-50 cân họa tiết đơn giản này, mặc này sáng ra lắm mọi người ạ. Đán em này, 220 mã số là 649. 220 mã số là 649 giúp em. Mã 649 này sáng phải nghĩ luôn. Sáng ghi bảo cái họa nó đẹp luôn. Cái màu này nó kiểu cảm giác ở chung nó sang ấy. 45 tầm độ 55 cân này, hơi đuôi cá một chút vẩy nhẹ. 150 mã số là 467. 150 mã số là 469. Họa tiết này, họa tiết kiểu dệt mọi người nhá, họa tiết kiểu dệt hoa cho em luôn. Họa tiết kiểu dệt hoa mọi người, M L cho em. 50-60 cân này, 50-60 cân, 220 mã số là 701. 649 chị Phạm Thoan. 701 cho em luôn này, màu kem đi ạ. 45 tầm độ 53 cân, 45 tầm độ 53 cân là vừa em này. 150 mã 436 chất len, lông kiều dày bình. Màu đỏ cho em luôn này, 40-50 cân. 40-50 cân, cục bấm luôn, giá bombo nha. 40-50 cân vừa in, 220 mã 466 chất quá dày. Mã 466 chất dày đẹp, dã man luôn. 467, đây nhá. Đen, chẳng là 2 cái bạn tiết màu. Màu gọi là màu gì ạ? Màu là cái kiểu màu gọi là màu trung tính cơ bản rồi, lại còn phối với nhau nữa. 40-50 cân này, 220 mã số là 490. 220 mã số là 490 cho em. Mã 490 này. Tiếp theo nha, màu xám lông chuột, 53-57 cân. 53-57 cân cho em luôn này. 150 mã 326 đây em lông cừu. Mã số là 326. Tiếp theo nha, tập lý chuột. Em này không đẹp hơi phí luôn, ML 50-60 cân. 50-60 cân, không đẹp hơi phí. 150 mã 155 tuyệt phẩm luôn. Mã 155-326. Thì này tiếp này, 40-50 cân. 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa thì em này. 150 mã 189. Đây, đỏ đây. Ai hỏi đỏ đâu rồi ạ? Em này nhá, 50-60 cân mặc vừa thì em này. 50-60 cân mặc vừa thì em này cho em tiếp luôn. Quá đỉnh cao luôn này. 220 mã số là 511. 220 mã 511. 189. Trời ơi các bạn ơi, đỉnh cao chưa ạ? Em này dáng hơn A nha. Bạn biết đấy. 189 chị Đinh Hồng Vân. 40-50 cân này. 40-50 cân, trời ơi đỉnh cao lắm. 40-50 cân. Bán em này các chị với giá là áo em mà không bán chị ơi, bán em này các chị với giá là 150.000, mã số là 541. 541. 150.000 mã 541 này. Đây, màu đỏ cho em. Đỏ nhất còn khối cổ bò cơ ạ. Trời chất nó dày dã man. 50 đến maximum 65 cân một vừa như em này. 50 maximum 65 cân là như em này nhá mọi người nhá. Có kiểu khuy sừng ý. Bán em này các chị với giá là 220, mã số là 601. 220, mã số là 601 cho em luôn. Mã 601 này. Đây, nó sẽ chữ A. Ủa, đẹp chưa? ML 50-60 cân. 50-60 cân dáng xòe chữ A cho em luôn nhá. 150, mã số là 530. 150 mã số là 530. Các bạn biết là trên tay nhá, dễ hết thôi. Không còn nhiều đâu mọi người ạ. 53-60 cân một quần này, cái màu nó rất là nhã luôn. Màu nền nã và rất là sáng luôn. 53-60 cân này, 220 mã số là 715. 715 530. Đẹp chưa? 40-50 cân. 40-50 cân mặc quần em này. 541 chị Hướng Dương. 40-50 cân này, 150 mã số là 417. 157 cho em. Ôi này. Nhìn thế này nhá, nó họa tiết sao ấy, nhưng mà nhìn không biết, nhìn không rõ rồi. 715. Nó sẽ giống như kiểu là con sói. Đó. BL 50-60 cân. 50-60 cân. 50-60 cân này. Bán em này 200.000 mã 424. 200.000 mã số là 424 cho em luôn. Màu đỏ đi ạ. Lên một em màu đỏ cho em nhé mọi người nhá. Lên một em màu đỏ này. ML XL em bảo riêng màu đỏ và màu vàng mọi người nên lấy luôn. Em khuyên mọi người nên lấy cái màu này luôn chị nhá. Bán em này 220 mã số là 204. Mã số là 204 cho em luôn này. Mã 204 này. Ủa rồi đây họa tiết bu xì. Họa tiết kiểu bu xì cho em các chị nhá. 424 chị toàn chưa. Các chị ơi, các chị lưu ý cho em này, các chị nhận được inbox thì mới là xuất được các chị nhá, phải được cả hai là đọc mã và được nhận inbox các chị nhá. Còn nếu mà các chị đã nhận inbox thì tức là không có được hàng đâu ạ. Em này tiếp theo này, 50-60 cân. 50-60 cân mặc quần em hãy đi bu xì nhá. 220 hãy đi bu xì đấy ạ. Mã số là 520. Các chị
chị mà các chị nào mà mình không nghe rõ thì mình chị Thanh Hiền có thể vào kiểm tra ebook của mình nhé mọi người nhé, mình nhận được ebook thì tốt lắm chốt được ạ. Đó, tiếp theo chị này, em này tiếp theo này, đẹp chưa, đẹp xỉn cho em. 45 tầm độ 55 cân, 45 tầm độ 55 cân, họa tiết siêu đỉnh luôn, biết bầu nữa cô ạ. 220.000 mã 480 có 102 luôn, mã số là 480. Đây rồi, màu đen trắng cho em rồi, màu đen trắng hai màu, các bạn đổi trung tính mà ai phối đồ với cái gì cũng đẹp hết. 50-57 cân, 50-57 cân là áo bên trong nhá, bên trong áo trong mình thuộc áo màu thôi, áo đen hay là áo một màu giống nhiệt thôi là rất là đẹp luôn, áo mặc nó hơi bị hoa mắt vì nó là đen trắng rồi. Bán đen này 200.000 mã 560, 520 cho chị Nguyễn Huyền, mã 560 trời ơi bạn tiếp theo thôi. Có tiết đỉnh cao luôn, em này size nhỏ nhá, 40 khoảng tầm 48-50 cân thôi, 40-50 cân XS và S này, em này 220 thức dày lắm, mã số là 402, 220.000 mã 402. Này đây này, bánh bèo này, có bánh bèo không ạ? Em rất thích bánh bèo luôn, em là em sẽ lấy cái này. Nếu là em sẽ lấy cái này nhé, chị nhé, bánh bèo này, mix viền hết toàn bộ viền gen. 50-60 cân mặc vừa em này, 50-60 cân mặc vừa những em này cho em luôn này. 220 mã số là 197, 220 mã số là 197 của em. 402 quá. Rồi trời ơi, em là lấy cái gì? 402. 402. Em này nhá. Em là thường thường qua là hết hàng luôn mọi người nhé, em nào đã xuất qua là hết hàng luôn, chỉ có hiện tại là còn thôi. Em này vặn thùng cho em này, ML 50-60 cân, 50-60 cân này, len thùng này còn mít kiểu khuy sừng cho em luôn nhá. 220 mã số là 177. Mọi người cho chị ơi hết rồi ạ. Mã số là 177 đây là dáng tiểu thư giá này. Cái em này thấy nó nhìn như dạng tuyết mọi người, nhìn như là dạng tuyết cho em nhé, màu hồng. Này 50-60 cân này, 50-60 cân mặc vừa như em này. 220 mã số là 637, 220 mã 637 cho em luôn này. Đây, màu hồng nhá chị nhá, màu hồng nhạt này. 40-50 cân, trời ơi, màu đẹp lắm. Ô hồng nhạt chị này. 637. Đây, mặc này. 177 chị Phương Nguyễn Lan. 40-50 cân nhá, 40-50 cân này. 40-50 cân của nhà em này cho em luôn chị này. Bán đêm này 220 mã 446 phong cách cực kỳ. Mã 446 bác nào biết cách mặc thì đẹp quá man luôn ấy. Mã 446 này quả tiết đi, quả tráng đi ạ. Quả tráng cho em ML, XL. Dưới 65 cân thì đều ok được. 220 mã số là 651, 220 mã số là 651 cho em luôn này. Màu đỏ cho em nhá. Đằng trước bạn thường hết toàn bộ cho em luôn, biết kiểu len thùng ấy. 45 tầm độ 53 cân, 45 tầm độ 53 cân này. 651, 220 mã số là 434. Mã số là 434 cho em luôn này. Mã 434 nhá. Đây tiếp theo ạ, 50-60 cân. 50-60 cân mặc quần em này cho em, 50-60 cân này. Em này 220 mã số là 347. Mã số là 347 nhá. 342. Rồi ra báo chị ơi. Một em ra báo này 40-50 cân nhá. Các chị yên tâm là em sẽ tự dụng tổn thương, nếu mà chị một vài chiếc hay là ba chiếc sẽ tổn thương mọi người luôn, yên tâm nha mọi người. 40-50 cân. 40-50 cân này, 200.000 mã số là 650. Chất đẹp đã nào rồi một. Em mã 650. Này đây đẹp chưa, mít bò. Một em dáng phối bò rất siêu dày cho em nhá. Rất siêu dày này, 50-60 cân này, còn khi sừng này, 50-60 cân. 431 chị Nguyễn Thu Anh. 220 mã 772, 220 mã số là 772 cho em luôn này, này. Đẹp, em tay cho em còn nhiều nhá, này, màu đẹp quá. Cái màu sáng hoa lắm, 40-50 cân. 40-50 cân cho em này, bẻ cổ ra này, 40-50 cân nhá. 220 mã số là 427, mã số là 427 cho em luôn này, mã 427 đấy nhá. Ui, màu đỏ luôn này, bằng sau nhá, phối theo này. Sau phối theo hết toàn bộ cho em ML, XL. Dưới 65 cân mặc vừa em này. Dưới 65 cân này 220 mã số là 482, 220 mã số là 482 cho em luôn. Em này các chị lấy đi trời ơi, em này quá đẹp luôn mọi người. Chắc bài này cực kỳ đẹp luôn các chị này. 45 tầm độ 53 cân, 45-53 cân thôi nhá. Đẹp lắm, 150 mã 594. Chất len thì dày bịch cho em. Mã 594 cho em nữa chị nhá, 594 cho em luôn này. Hay đây này, 182 chưa chị Lan Vũ. Em nhảy thì không mua đâu mọi người, là chấm bi mà rồi. Riêng gì chấm bi là phải lấy. Chấm bi là lấy cho em này. S thôi, 45-50 cân, XS và S đều vừa này. 150 mã 606. 150 606 này. Màu vàng và màu đỏ hai màu nên lấy nhá. 50-57 cân. 50-57 cân này, 150 mã số là 719 len thùng đây. Mã 719 giúp em luôn. Chân váy nhá chị nhá, em này mặc cái này. Đây mọi người cho em này, mic lệch này, mic kiểu giả túi mọi người. 40-50 cân đều ok, dáng chữ A. 40-50 cân này, 150 mã số là 620. Mấy bạn cùng em nghỉ nhá. Mấy bạn em nghỉ thôi nhá. Nốt em áo cuối cùng em nghỉ thôi. Em này màu đỏ này,
lên kiểu lên họa tiết cho em luôn mọi người. Họa tiết cực kỳ xinh, oversize. Chấm bi mã bao nhiêu kiểu chấm tại hình bị bao nhiêu? Chấm bi mã 66 ạ. Em này ạ, à, SMLXL ai cũng vừa cho em luôn này. 220.000 số là 511. 620 cho chị lắm sự. 511. Ok em hết nha mọi người, em nghỉ thôi nha mọi người ơi. Em hết rồi nha các bác. Mọi người ơi, ngày em xem mọi người like khoảng tầm độ 12 đến 3 rưỡi vào tối, mà đã khoảng tầm độ 8 giờ 15 đến 8 rưỡi tối nhá. Mai sẽ là kiện phao cuối cùng buổi tối mai đấy mọi người nhá. Nên là bác là cần hẹn mọi người khoảng tầm độ 8 giờ 15 tối mai là hết sạch phao nha mọi người. Còn giờ thì em nghỉ thôi nha các bác. Hẹn mọi người tối mai nha các bác. Cháu Linh nói cho chị Hải Yến Đào. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Ok. Giờ bạn ăn 5-1-1. Có 5-1-1 đây. 5-1-1 cho chị Hạnh Đàm. Chị Hạnh Đàm cách mới bóc luôn số điện thoại địa chỉ vào phần tin nhắn đi ạ. Thế chưa?